truyền tích thứ 81, Kỷ Hạc Mân Côi với tính điều Đức Mẹ trọn đời đồng trinh. Phải nói bài này rất dài và rất quan trọng, vì phe chống đối Đức Mẹ đồng trinh đã đưa ra những lập luận hết sức nguy hiểm. Vậy nếu chúng ta không đọc kỹ và nghiên cứu vấn đề thật chính xác, có thể ngay những người Công giáo cũng có thể ngờ vực là Đức Mẹ không đồng trinh. Sau này Đức Mẹ sinh ra nhiều người con khác nữa, họ dựa vào câu phúc âm sau đây để cắt nghĩa là Đức Chúa Giêsu có nhiều anh chị em khác. Phúc âm Thánh Matthew đoạn 13 câu 46 đến câu 54 nói rằng Chúa Giêsu về quê hương và dạy dỗ trong nhà hội, ai nghe cũng lấy làm lạ mà rằng: bởi đâu mà người này được khôn ngoan thông thái và làm những phép lạ? Có phải là con ông thợ mộc chăng? Mẹ người có phải là bà Maria, và anh em người là Jacob, Giuse, Simon và Judah chăng? Anh chị em người đều ở giữa chúng ta. Rồi họ cứ khăng khăng dựa vào chữ anh em, chị em để xác quyết Đức Chúa Giêsu còn có anh chị em ruột. Chúng ta thì bài này chỉ có liên quan đến chuỗi hạt mân côi, nhưng nếu không lập luận vững chắc thì e có nhiều người cũng có vẻ như đồng thuận với lý luận kể trên, rồi không sao giúp người ta tìm hiểu sự thật được. Cho nên chúng tôi xin đưa ra những lý luận sau đây để chứng minh Đức Mẹ trọn đời đồng trinh: trước khi sinh, đang khi sinh và sau khi sinh. 1. Theo Thánh Luca, trong khi hai ông bà ở đó, Maria đã đủ ngày, đầy tháng, bà sinh con đầu lòng, lấy khăn bọc và đặt trong máng. Luca chương 2 từ câu 1 đến câu 20. Đã sinh con đầu lòng thì Đức Chúa Giêsu không có anh hoặc có chị. Vậy danh từ anh chị em ở đây được hiểu theo nghĩa rộng chỉ là bà con họ hàng. 2. Khi tắt thở trên thánh giá, Chúa Giêsu thấy mẹ người và Gioan, môn đệ yêu quý, thì Đức Chúa Giêsu phán rằng: hỡi mẹ, Gioan là con mẹ. Đoạn nói cùng Gioan: hỡi Gioan, bà là mẹ con. Từ đó, sau khi Chúa về trời, thì Thánh Gioan đã vâng lệnh Chúa Giêsu rước Đức Mẹ về nhà mình phụng dưỡng như mẹ ruột. Vậy thử hỏi, nếu Đức Mẹ có nhiều con trai, con gái khác, thì hà tất gì mà Đức Chúa Giêsu lại trao mẹ mình cho Thánh Gioan mà không để các anh, các chị khác nuôi dưỡng? 3. Khi hiện ra ở Lộ Đức, Đức Mẹ đã nói với Bernadetta: ta là nữ vương vô nhiễm nguyên tội. Chữ vô nhiễm ở đây có nghĩa là không vướng mắc một chút tì ố nào, dù là khuyết điểm nhỏ bé nhất. Chữ vô nhiễm còn có ý nghĩa là hoàn toàn tuyệt đối trong sạch từ tâm hồn đến thể xác. Vậy nếu thể xác mà bị ô uế thì làm sao mà vô nhiễm được? 4. Một ngụy thuyết khác cho rằng Đức Mẹ chỉ đồng trinh khi sanh Đức Chúa Giêsu, sau này bà không còn đồng trinh nữa. Không lẽ Chúa quyền phép vô cùng lại chỉ để cho mẹ mình đồng trinh khi sinh ra mình, rồi sau này lại mất đồng trinh hay sao? Nói như vậy là hoàn toàn vô lý, xúc phạm đến Đức Chúa Thánh Thần, phủ nhận quyền phép cao cả của Thiên Chúa. Xuyên qua bốn lý luận trên đây, ta thấy Đức Mẹ trọn đời đồng trinh trước khi sinh, đang khi sinh và sau khi sinh, như tín điều đã được Công đồng Laterano tuyên bố năm 649 dưới thời Đức Thánh Giáo Hoàng Martino đệ nhất. Đức Mẹ sinh nở chẳng nhơ nhớp, thân xác vốn tinh tuyền, sau khi sinh nở Ngài vẫn trọn đời đồng trinh. Như vậy khi lần chuỗi mân côi chúng ta hằng đọc: kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Chữ đầy ơn phúc có nghĩa là tuyệt hảo, trọn vẹn, tinh tuyền. Nếu Đức Mẹ không còn đồng trinh sau này thì làm sao gọi Đức Mẹ là đầy ơn phúc? Nếu Đức Mẹ không còn đồng trinh thì Đức Mẹ còn thua kém cả đến một nữ tu đồng trinh trong nhà dòng nữa. Khi ta lần chuỗi mân côi, tức là chúng ta luôn luôn xưng tụng Đức Mẹ là đấng trọn đời đồng trinh sạch sẽ. Lời bàn: như vậy khi ta lần chuỗi mân côi kính Đức Mẹ là chúng ta luôn suy tưởng đến bốn tính điều cao trọng của Đức Mẹ. Còn gì cao trọng hơn nữa, hữu hiệu hơn nữa khi ta đọc kinh mân côi là ôn cả toàn bộ cuốn Tân Ước và cả bốn tính điều về Đức Mẹ. Chúng ta cũng nên nhớ một điều duy nhất là chỉ có Đức Mẹ mới có các tính điều, còn ngoài ra không có một vị thánh nào dù cao trọng đến đâu
như thánh cả Du Xe cũng không được ban bố một tín điều nào cả. Như vậy, Đức Mẹ chỉ có đứng dưới hàng Thiên Chúa Ba Ngôi mà thôi. Do đó, đối với Đức Mẹ, chúng ta không tôn kính bình thường như các thánh, mà phải gọi là biệt kính. Truyền tích thứ 82. Chuỗi hạt mân côi với thánh nữ Teresa hài đồng Giêsu. Sinh hạ trong một gia đình đạo đức năm 1874, lúc 4 tuổi, mồ côi mẹ, các chị săn sóc thay thế mẹ. Lúc lên 14 tuổi, chị sinh vào dòng kính Camelo ở Lisieux. 9 năm tu trong dòng là 9 năm bị bệnh liên tục. Nhìn thấy sự yếu đuối của mình, chị hoàn toàn phó thác cho tình yêu Thiên Chúa như một con nhỏ trong cánh tay của mẹ nó. Chị qua đời năm 1897, 28 năm sau được tôn phong hiện thánh năm 1925. Danh tiếng của chị lan tỏa cùng trái đất, do đó mà nhà dòng kính Lisieux trở nên trung tâm hành hương, lôi kéo rất nhiều người. Ngày nay bà được hội thánh chỉ định làm quan thầy các sứ truyền giáo. Khi phong thánh cho thánh nữ Teresa hài đồng Giêsu, Đức Giáo hoàng Pio thứ 11 đã nói: công nghiệp bà thánh Teresa cũng không thua kém công nghiệp thánh Francisco Xavier đã sang phương Đông giảng đạo. Thánh nữ Teresa hài đồng Giêsu là một vị thánh rất nhỏ mà lại rất lớn. Nhỏ là vì bà chỉ tu trong dòng kính Lisieux có 9 năm thì bà đã qua đời năm 1897, cũng tại dòng kính Lisieux. Còn rất lớn là bà có ý chí chinh phục những người ngoại trở về với Thiên Chúa. Bà hằng ao ước được sang phương Đông tu tại một nhà dòng kính nào đó để cầu nguyện cho các người ngoại được sớm nhận biết Chúa chân thật. Cho nên bà đã có ý nguyện xin cho được sang Đông Dương vào tu trong một nhà dòng kính ở Hà Nội để cầu nguyện. Nhưng ước vọng không thành vì bệnh lao phổi của bà càng ngày càng trở nên trầm trọng. Bà đã có những đức tính hết sức cao quý, tuyệt vời. Đó là hy sinh, hãm mình, nhịn nhục. Thánh nữ Teresa có hai đức tính căn bản nhất là yêu mến thánh thể và sùng kính Đức Mẹ Mân Côi. Trong cuốn sách Saint to Remember của Giáo hội Hoa Kỳ có nói về bà như thế này: Her great devotion was to Blessed Sacrament and to Our Lady, who once appeared to her in a grave sickness. Một sự tự hiến vô cùng cao cả là cho thánh thể Chúa Giêsu và cho Đức Trinh Nữ Maria, tước hiệu Mân Côi. Có một lần Đức Mẹ đã hiện ra với chị trong lúc chị đau nặng. Trong nhiều truyền tích thánh nữ Teresa thì có rất nhiều tài liệu quý giá, nhưng không thấy có câu này. Tự sự của thánh nữ thì rất nhiều và cũng rất dài. Ở đây chúng tôi chỉ minh chứng một điều duy nhất là thánh nữ đã rất mộ mến chuỗi Mân Côi. Mỗi khi chầu thánh thể ở lặng một mình hay là nằm trên giường bệnh, thánh nữ rất đơn sơ, giản dị, cho đến nỗi khi thánh nhân qua đời thì một chị dòng đã nói: không biết Teresa sau khi chết rồi nhà dòng biết lấy tài liệu gì đáng giá để ghi vào sổ nhà dòng và tiểu sử của chị. Nhưng sau khi bà qua đời rồi, người ta mới khám phá ra bà chính là một nhà tu học đại tài, đã viết những tư tưởng tu học rất cao siêu. Cho nên hội thánh đã phong cho bà phẩm hàm tiến sĩ hội thánh. Một nữ tu nhỏ bé gần 9 năm bị bệnh mà được phong tiến sĩ hội thánh thì phải biết như thế nào rồi. Đây cũng lại là một phép lạ điển hình chứng tỏ khi bà còn sống đã năng lần chuỗi Mân Côi, cho đến nỗi bà coi mỗi một kinh kính mừng khi bà đọc lên kính Đức Mẹ là một bông hồng thơm dâng lên cho mẹ. Do đó mà trước khi bà từ giã cõi đời, bà đã để lại một câu nói bất hủ sau đây: khi tôi về thiên đàng, tôi sẽ làm mưa hoa hồng xuống trên mặt đất này. Và quả thực, sau khi bà qua đời, đêm ấy bà đã làm một phép lạ cả thể là cho mưa hoa hồng xuống đầy sân nhà dòng kính Lisieux. Hoa hồng tức là hoa mân côi, Rosary. Lời bàn: khi các linh mục thừa sai pháp sang giảng đạo tại Việt Nam thì các ngài đã truyền bá lòng sùng kính thánh nữ Teresa hài đồng Giêsu rất là rầm rộ. Ở đâu cũng có bàn thờ kính thánh nữ Teresa, người ta đến khấn rất đông, và nhờ công nghiệp bầu cử của bà mà đã có rất nhiều người được các ơn lạ. Đây là một triết lý rất căn bản cho mọi người: không phải làm lớn mà lên thánh lớn, làm thánh ở tại biết phó thác mọi sự cho Chúa,
hoàn thành nhiệm vụ được Chúa giao phó. Sau khi chết, Chúa không căn cứ vào chức vụ mà căn cứ vào công việc được Chúa giao phó có hoàn thành tốt đẹp hay không. Làm vua, làm giáo hoàng mà không làm tròn phận sự của mình đối với Thiên Chúa thì chắc chắn là thua một vị thánh nhỏ bé như bà thánh Faustina hoặc bà thánh Teresa. Vậy, đừng căn cứ bề ngoài mà xét đoán việc bên trong tâm hồn của mỗi người. Bài này, tác giả có ý thân tặng những bà, những chị nào có tên thánh Teresa, hãy bắt chước thánh nữ để được hãm mình chịu khó, chịu bệnh tật cho nên. Vì trong sách Những Đàn Nhân Đức có nói, không có một công phúc nào ở trên thế gian này đền tội hữu hiệu cho bằng chịu bệnh tật cho nên. Vì lòng kính mến Chúa và chia sẻ những khổ đau mà Chúa Giêsu đã chịu trên thánh giá. Truyền tích thứ 83. Chuỗi hạt mân côi với thánh Alfonso Liguori, tiến sĩ hội thánh. Nói đến thánh Alfonso là nói đến sự tôn sùng ảnh thánh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Thánh nhân cũng là sáng lập viên dòng Chúa Cứu Thế, một nhà dòng rất nổi tiếng về công tác giảng huấn và truyền bá lòng sùng kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Tại Việt Nam, không nhà thờ nào mà không có bàn thờ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Phong trào tôn kính ảnh Thánh Mẹ đã được một thời gian rất là sôi nổi tại Việt Nam. Nhưng từ sau ngày có chương trình thực hiện ba mệnh lệnh Fatima và tôn kính Đức Mẹ Fatima, thì người ta lại có phần hướng về Đức Mẹ Fatima nhiều hơn. Nhưng dù sao thì chúng ta cũng đã biết Đức Mẹ nào cũng chỉ là một Đức Mẹ, chỉ khác nhau tước hiệu, tước phẩm mà thôi. Do đó, khi ta cầu nguyện cùng Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, thì cũng như chúng ta cầu nguyện với Đức Mẹ Fatima hay là Đức Mẹ Lộ Đức. Ở đây, chúng tôi chỉ đặc biệt chú trọng đến lòng tôn sùng Đức Mẹ của Thánh Nhân. Thánh Alfonso sinh ngày 27 tháng 12 năm 1696 tại Marianella, nước Ý, vào Đại học Hoàng gia năm 12 tuổi, nhận thanh kiếm hiệp sĩ lúc lên 14 tuổi. Năm 16 tuổi đã đậu hai bằng tiến sĩ luật, đạo và đời, là luật sư rất nổi tiếng. Nhưng sau khi thua một vụ kiện lớn, ngài đã bỏ nghề luật sư và đến bàn thờ Đức Mẹ, rút thanh kiếm đặt lên bàn thờ và xin tuyên hứa làm hiệp sĩ Đức Mẹ và làm linh mục của giới nghèo. Tháng 11 năm 1732, Thánh Nhân cùng năm anh em có chí hướng về làng Scala lập dòng Chúa Cứu Thế, tiếp tục rao giảng tin mừng cho những người nghèo khổ. Thánh Nhân đã viết 111 cuốn sách nổi tiếng về lòng sùng kính Đức Mẹ và bộ sách Thần Học Luân Lý. Thánh Nhân được Đức Giáo Hoàng Clemente thứ 13 cử làm giám mục cai quản giáo phận Saint Agathe de Desgod. Năm 80 tuổi, ngài xin về nhà dòng để được dọn mình chết. Cả đời Thánh Nhân là cả đời phục vụ cho Đức Mẹ. Ngài đã viết những cuốn sách rất nổi tiếng về lòng tôn sùng Đức Mẹ. Trong số đó, cuốn Vinh Quang Đức Mẹ là cuốn sách nổi tiếng nhất. Ngài thường xuyên lần chuỗi hạt mân côi, kể cả những lúc ốm đau, bệnh hoạn, ngồi trên xe lăn hoặc nằm trên giường bệnh, ngài cũng cứ lần hạt suốt ngày như vậy. Có một hôm, ngài đang ngồi trên xe lăn mà quên không nhớ mình đã lần hạt hay chưa. Ngài hỏi thầy đang đẩy xe, hôm nay xe đã lần hạt hay chưa? Lần hạt suốt ngày mà còn quên sót như vậy, chứng tỏ đã gần đến ngày giờ Chúa thưởng công phúc trên nước thiên đàng. Alfonso qua đời ngày 1 tháng 8 năm 1787, hưởng thọ 91 tuổi, được phong hiển thánh năm 1830 và tiến sĩ hội thánh năm 1871. Lời bàn: Thánh Alfonso là một vị thánh nổi tiếng về lòng sùng kính Đức Mẹ, cũng như thánh Luis Maria Grignon de Montfort, thánh Joan Vianney và thánh Thomas tiến sĩ. Phải nói như vậy là không một vị thánh nào là không có lòng kính mến Đức Mẹ. Mức độ kính mến của các ngài có khác nhau, có thánh thì viết nhiều sách vở ca tụng Đức Mẹ, có thánh thì thường xuyên giảng giải và khuyến khích người ta tôn sùng Đức Mẹ, hoặc bằng cách này hay cách khác. Chung quy, muốn nên thánh, thể nào cũng phải có ý chí phục vụ cho Đức Mẹ. Như vậy, chúng ta có... We'll be right back.
mỗi khi ta rước mình thánh Đức Chúa Giêsu thì tức là ta gián tiếp rước Đức Mẹ vào lòng. Đây là một ơn rất đặc biệt mà Chúa Giêsu đã ban Đức Mẹ cho chúng ta. Còn gì quý trọng bằng khi rước mình thánh Chúa lại cũng được rước Đức Mẹ, là Mẹ hằng thương yêu chúng ta, thì chúng ta còn lo gì, sợ gì trên thế gian này nữa? Luôn luôn đã có Chúa và Đức Mẹ bảo vệ chúng ta hằng ngày, hằng giờ. Mỗi khi chúng ta lần hạt bưng côi kính Đức Mẹ, thì đồng thời chúng ta cũng tôn sùng Đức Chúa Giêsu trong bí tích thánh thể nữa. Truyền tích thứ 85. Chuỗi hạt bưng côi với thánh Ignatio Loyola, sáng lập dòng tên. Ignatio sinh năm 1491 tại làng Basque, nước Tây Ban Nha, con nhà quý tộc của phó vương Navarre, là sĩ quan trong quân đội, bị thương và được tịnh dưỡng tại bệnh viện. Trong lúc rảnh rỗi, ngài đã đọc nhiều sách đạo và đã tìm thấy một chân lý là muốn hiến thân sống âm thầm khổ hạnh, phó dâng cả cuộc đời mình cho Chúa và cho Đức Mẹ. Là một vị thánh có lòng sùng kính Đức Mẹ một cách đặc biệt, ngài lấy chuỗi hạt mân côi làm vũ khí chống đối mọi âm mưu của ma quỷ và xin Đức Mẹ cho mình được chiến thắng để hoàn thành được công tác thành lập tu hội dòng Chúa Giêsu. Cùng với các bạn cùng chí hướng, cả cuộc đời của người là một sự tận hiến tuyệt đối cho Đức Mẹ. Khi còn là một thanh niên, người gia nhập quân đội hoàng gia và ước ao trở thành hiệp sĩ Đức Mẹ. Người thấy rằng cần phải có những hiệp sĩ để chiến đấu bên vực hội thánh. Người đến nhà thờ dòng Benedictine tại Montserrat và đặt thanh kiếm của người dưới chân tượng Đức Mẹ và tuyên thệ tận hiến xin trở thành hiệp sĩ của Đức Mẹ và của Chúa Giêsu. Đêm 25 tháng 3, khi mọi người dự thánh lễ truyền tin, thì người đi xưng tội canh thức trọn một đêm để cầu nguyện. Đức Mẹ đã nhận lời nguyện của Ignatio và chọn người làm hiệp sĩ của Chúa Giêsu, của Đức Mẹ và của hội thánh. Từ đó, Ignatio trở thành người đứng đầu của đoàn hiệp sĩ Chúa Giêsu và Đức Mẹ Maria. Sau đó, đoàn hiệp sĩ này trở thành dòng tên Đức Chúa Giêsu và đã giúp cho hội thánh rất nhiều công tác đặc biệt, làm sáng danh Thiên Chúa và giáo hội ở trần gian này. Thánh nhân qua đời ngày 31 tháng 7 năm 1556, dòng tên của Chúa Giêsu, Jesuites, phát triển hầu khắp thế giới. Khẩu hiệu của dòng là AMYG, được dịch ra là tất cả vì sáng danh Thiên Chúa. Các cha dòng tên đi đâu cũng giảng về Chúa Giêsu và về Đức Mẹ, khuyến khích mọi người nâng lần chuỗi mân côi kính Đức Mẹ, nhất là thánh Francisco Xavier, người bạn đồng chí hướng với thánh Ignatio trong công tác lập dòng tên ngay từ thuở ban đầu, đã tình nguyện sang phương Đông giảng đạo. Đi đến đầu, thánh Francisco Xavier cũng giảng về chân lý đạo Chúa, rửa tội không biết bao nhiêu là giáo hữu tân tòng ở Ấn Độ, ở Nhật Bản và truyền bá chuỗi hạt mân côi cho mọi người. Ngài định sang Trung Quốc giảng đạo thì giữa đường ngài qua đời, để lại cánh tay phải còn nguyên vẹn, chứng tỏ cánh tay này của ngài đã rửa tội không biết bao nhiêu là ngàn người. Lời bàn. Trong hội thánh có rất nhiều dòng nổi tiếng như dòng tên, dòng Dominican, dòng Francisco khó khăn, dòng chiếu cứu thế, dòng khổ tu Citeus. Các dòng tu nào cũng đều có một chí hướng riêng biệt và một công tác đặc biệt, chung quy cũng là sống một đời sống chiêm niệm, khắc khổ, tu thân, thánh hóa bản thân và giúp hội thánh truyền giảng chân lý của đạo Chúa ở trần gian này. Thường thường các dòng đều có mục đích giống nhau, là sống cuộc sống chiêm niệm gần Chúa, xa lánh thế gian, thánh hóa bản thân, cầu nguyện nhiều cho các linh hồn, cho thế gian, cho sự thái bình và cho hội thánh. Tuy nhiên, cũng có những mục đích khác nhau tùy theo từng công tác được hội thánh giao phó. Tuy nhiên, nói chung thì nhà dòng nào cũng có hai nhiệm vụ chính là tôn thờ thánh thể và lòng sùng kính Đức Mẹ qua chuỗi hạt mân côi. Nếu thiếu một trong hai nhiệm vụ đó thì không còn kể là một nhà dòng nữa. Truyền tích thứ 86. Chuỗi hạt mân côi với chính thống giáo. Chính thống giáo và công giáo rất gần giống nhau về tính lý, chỉ khác nhau một vài chi tiết mà có thể hai bên hòa giải được. Sự tách rời xa nhau đã xảy ra vào thế kỷ thứ 11. Tuy nhiên, ngày nay cả hai bên đang đi gần đến sự hiệp nhất. Chính Đức Mẹ cũng đã phán bảo, tôn giáo nào
còn có lòng kính mến, tôn thờ con mẹ, thì mẹ sẽ tìm cách đưa về cùng một đoàn chiên dưới quyền chỉ huy của một đấng chăn chiên. Có lẽ ngày ấy cũng không còn xa lắm nữa đâu. Ở đây chúng tôi chỉ chú trọng đến khía cạnh tìm hiểu chuỗi hạt mân côi với chính thống giáo như thế nào. Trước hết, chúng ta thấy rằng giáo hội chính thống giáo ca tụng tuyệt vời Đức Maria, giáo lý Đức Mẹ hồn xác lên trời và Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội đã có rất lâu đời ở Đông Phương, từ thế kỷ thứ 6. Còn bên Công giáo La Mã chỉ mừng hai lễ này từ thế kỷ thứ 11. Các ảnh hưởng đối với người Công giáo chỉ có tác dụng gợi nhớ để cầu nguyện, còn giáo hội chính thống giáo coi ảnh tượng là một bí tích ban sức mạnh và ơn nghĩa Chúa. Họ coi đó là hình ảnh thiên đàng dưới trần gian, có nơi đúc tượng toàn bằng vàng bạc, quý kim. Đức Trinh Nữ Maria hiện diện khắp nơi trên bàn thờ trong gia đình, tại công viên. Người chính thống giáo ca tụng Đức Mẹ còn hơn người Công giáo. Đến ngày kinh kính mừng cũng xuất phát từ Đông Phương trước. Trong cuốn tiểu thuyết của Liên Xô, Thép đã tôi thấy đấy, diễn tả cuộc sống của người dân Liên Xô dưới chế độ Cộng sản. Đảng Cộng sản đã áp dụng bao nhiêu phương pháp dã man, chống bán tôn giáo, tịch thu tài sản giáo hội, nhiều pháp lệnh tôn giáo có ý đàn áp, nhưng không làm gì được nổi. Người dân chính thống giáo vẫn ngang nhiên đọc kinh, lần hạt, kính Đức Mẹ. Ở nhà, ở công trường, ở sở làm việc mà chẳng cán bộ nào dám nói hoặc dám cấm cản. Bởi vì ngay chính cán bộ, đảng viên cao cấp trước kia cũng là người chính thống giáo. Việc đeo chuỗi hạt mân côi ở cổ là một đồ trang sức. Không một ông bà nào đi ra ngoài đường mà không cầm chuỗi hạt mân côi, vừa đi, vừa lần hạt, vừa nói chuyện, vừa lần hạt. Các ông cụ, cụ bà ra đường thế nào cũng mang theo chuỗi hạt mân côi. Họ coi đó là cái mốt thời trang. Đức tin người dân chính thống giáo mạnh đến như vậy, cho nên Đức Mẹ đã cứu họ một cách hết sức tài tình tự nhiên, chẳng tốn một viên đạn. Thế mà chế độ Cộng sản sụp đổ chỉ hơn 70 năm cai trị. Thế giới Tây Phương cứ nghĩ nếu muốn tiêu diệt chủ nghĩa Cộng sản Liên Xô thì phải tốn ít nhất là mấy chục sư đoàn, bao nhiêu vũ khí tối tân thì mới may ra làm chậm bước tiến của Cộng sản. Phải chăng đấy là do những chuỗi hạt mân côi dâng lên cho Đức Mẹ của tuyệt đại đa số người chính thống giáo Liên Xô mà Đức Mẹ mân côi đã cứu vãn dân tộc Liên Xô, tức là nước Nga ngày nay, thoát khỏi ách Cộng sản vô thần. Lời bàn: sức mạnh vũ khí ghê gớm thật, nhưng nếu đem so sánh vũ khí của lời cầu nguyện thì chẳng thấm tháp gì được bao nhiêu. Đấy, ta xem sức mạnh Liên Xô thời ấy có thua kém gì hỏa lực của Mỹ đâu. Thế mà chỉ trong có hơn một ngày mà tan tành sụp đổ. Có ai hiểu được tại sao? Chỉ có thể hiểu được và cắt nghĩa được là do bàn tay của Thiên Chúa. Đến như ngày nay, hỏa lực của Nga vẫn còn mạnh, đâu có mất mát gì. Kho nguyên tử của Nga vẫn còn nguyên, hệ thống hỏa tiễn tầm xa, tầm ngắn, tài nguyên, mỏ dầu, khí đốt cũng vẫn vậy. Chính quyền Nga cũng muốn nổi lên quậy phá, nhưng người dân Nga đã chán ghét chiến tranh và họ sợ nhất là chủ nghĩa Cộng sản trở lại. Cho nên, chính người dân Nga này đã giác ngộ, không còn bị lừa đảo như thời trước nữa. Đó là sức mạnh tinh thần do những chuỗi hạt mân côi của người dân chính thống giáo Nga hằng ngày dâng lên cho Đức Mẹ. Truyền tích thứ 87: chuỗi hạt mân côi với Đức Chúa Thánh Thần. Đức Chúa Thánh Thần kết hợp với Đức Trinh Nữ Maria một cách trọn vẹn, không thể diễn tả bằng lời nói trần gian được. Lời thiên sứ Gabriel thưa cùng Đức Mẹ: Chúa Thánh Thần sẽ đến trên tôn nương và quyền năng đứng tối cao rợp bóng trên tôn nương. Chứng tỏ Đức Chúa Thánh Thần luôn luôn ở cùng Đức Mẹ. Khi Đức Chúa Thánh Thần chiếm hữu Đức Maria thì tất cả ngôn ngữ, hành động của Đức Maria đều là ngôn ngữ, hành động của Đức Chúa Thánh Thần. Suy như vậy, ta thấy tất cả lời nói của Đức Mẹ khi hiện ra nơi này, nơi kia đều là những lời nói xuất phát từ Đức Chúa Thánh Thần. Mà Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa, cho nên lời nói của Đức Mẹ cũng là lời nói của Thiên Chúa. Hiểu được như vậy, chúng ta thấy vai trò của Đức Mẹ thật quan trọng, cao sang, huyền bí, nhiệm màu vô cùng. Tất cả nơi Đức Mẹ từ lúc mới đầu thai là sự hiện diện linh động của Đức Chúa Thánh Thần. Trọn đời Đức Mẹ, bất cứ hành động nào
cũng đều do Đức Chúa Thánh Thần tác động. Do vậy, hiệp nhất siêu nhiên đặc biệt này mà Đức Mẹ là trung gian chuyển các ơn Đức Chúa Thánh Thần xuống cho nhân loại, vẫn biết rằng mọi ơn phúc đều là của Thiên Chúa, nhưng Thiên Chúa đã trao cho Đức Mẹ được tự do sử dụng, thì kể như Đức Mẹ là sở hữu các ơn phước ấy. Đức Mẹ muốn cho ai, cho bao nhiêu là tùy ở Mẹ. Vậy, sau khi Đức Chúa Giêsu lên trời rồi, thì Ngài cho Đức Chúa Thánh Thần xuống ở cùng Hội Thánh đến ngày tận thế. Vậy, thời hậu Đức Chúa Giêsu thì cũng gọi là thời Đức Chúa Thánh Thần, mà đã là thời kỳ Đức Chúa Thánh Thần thì cũng là thời kỳ của Đức Mẹ. Việc hoàn thành công cuộc cứu chuộc và nhờ công cuộc ấy mà sinh hoa kết quả là công việc của Chúa Thánh Thần. Công việc của Chúa Thánh Thần cũng là công việc của Đức Mẹ Maria. Nhưng Đức Chúa Thánh Thần chỉ tác động bên trong Hội Thánh và các linh hồn, còn công việc bên ngoài như xuất hiện, dạy bảo thì đều do Đức Mẹ Maria. Ta thấy Đức Mẹ đã hiện ra nhiều lần, nhiều nơi, làm nhiều phép lạ, dạy bảo nhiều điều thiết thực, củng cố đức tin cho mọi người. Quả thật, nếu không có những lần Đức Mẹ hiện ra, không có những phép lạ cụ thể, nhãn tiền, thì đức tin của giáo dân cũng kém đi phần nào. Theo nguyên tắc của Thánh Louis Maria Grignon de Montfort, thì ở đâu có Đức Mẹ là ở đó có Đức Chúa Thánh Thần, ở đâu có Đức Mẹ là ở đấy có chuỗi hạt mân côi. Như vậy, có Đức Mẹ là có chuỗi hạt mân côi và có Đức Chúa Thánh Thần. Khi ta đọc kinh mân côi là có Đức Chúa Thánh Thần và Đức Mẹ hiện diện và ở giữa chúng ta. Khi lần chuỗi mân côi mùa mừng, ta thường đọc thứ ba thì ngắm Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống, ta hãy xin cho được lòng đầy dẫy mọi ơn Đức Chúa Thánh Thần. Chuỗi hạt mân côi luôn luôn gắn liền với Đức Chúa Thánh Thần là như vậy. Khi ta cầu khẩn cùng Đức Chúa Thánh Thần ban sức mạnh tâm hồn và thể xác, ta cũng có thể xin Đức Chúa Thánh Thần ban đặc sủng Thánh Linh để chữa lành cho mọi người trong gia đình. Tốt nhất là sau khi lần chuỗi mân côi, xin Đức Mẹ phù hộ cho chúng ta bởi ơn Đức Chúa Thánh Thần, ban cho chúng ta những điều chúng ta xin nhân danh Đức Chúa Thánh Thần thì chắc chắn sẽ được như ý. Lời bàn: Đức Chúa Thánh Thần là ba ngôi Thiên Chúa, lại là bạn cực sạch Đức Mẹ. Hai đấng có quyền phép tối cao như vậy mà Đức Mẹ lại bảo Mẹ chỉ yêu thích những chuỗi hạt mân côi mà chúng con đọc sốt sắng dâng lên cho Mẹ, thì chắc chắn việc chúng con cầu xin cùng Mẹ qua chuỗi hạt mân côi thì Mẹ chấp nhận ngay. Vì như chúng con đã biết, Mẹ có toàn quyền trên các ơn của Thiên Chúa. Mẹ muốn ban phát cho ai thì tùy Mẹ. Vậy chúng con cứ tin vào Mẹ, Mẹ sẽ hộ giúp, phù trì cho chúng con qua chuỗi hạt mân côi mà Mẹ hằng yêu thích. Kỳ tích thứ 88: Chuỗi hạt mân côi với 7 sự thương khó Đức Mẹ. Dưới chừng thánh giá là nơi Đức Chúa Giêsu con Mẹ đang bị treo chết dần. Đức Mẹ đã chết lặng vì sự đau đớn, như lời tiên tri Simeon, một lưỡi gươm sắt sẽ đâm thâu lòng bà. Bất lực, Đức Mẹ nhìn thấy con mình đang chết, bị bỏ rơi và trút hơi thở cuối cùng. Sự đau khổ của một người mẹ nhìn thấy con chết nhục nhã đã được Chúa tưởng thưởng cho Đức Mẹ cành lá tử đạo, mà không phải qua sự chết. Cuộc đời Đức Mẹ là cả những chuỗi ngày đau khổ liên tiếp từ khi sinh ra cho đến khi qua đời. Sinh ra trong một gia đình nghèo, 3 tuổi đã dâng mình cho Chúa trong đền thờ, kết bạn với một thanh niên nghèo khổ làm người thợ mộc. Sinh con trong cảnh nghèo hèn túng thiếu, không nhà, không cửa, phải trú ngụ trong hang bò lừa, rồi sợ hãi, hối hả đem con đi trốn sang Ai Cập. Thân gái dậm trường, không tiền bạc, không lương thực, phải sống nhờ vả vào sự giúp đỡ của người khác. Đem con về, phải trú ngụ trong căn nhà nhỏ tại Nazareth, bữa rau, bữa cháo, nuôi con cho đến ngày khôn lớn. Thấy con từ biệt ra đi, bị bắt bớ, bị án tử hình, treo cho đến chết trên thập giá. Trước sự chứng kiến đầy nước mắt của Đức Mẹ, nhìn thấy tháo xác con, ẩm xác con vào lòng mà khóc, chẳng nề gai nhọn, máu me chảy xuống đầm đìa, và cùng các môn đệ đem xác con đi chôn trong một ngôi mộ đá của người khác. Tóm tắt cuộc đời Đức Mẹ là cả trăm ngàn nỗi đau khổ,
không phải chỉ có bảy sự thương khó mà thôi. Hội thánh đặt ra bảy sự thương khó Đức Mẹ là để nhắc nhở cho chúng ta bảy giai đoạn đau khổ của Đức Mẹ nổi bật nhất. Bảy giai đoạn đau khổ này góp phần đặc biệt vào công cuộc cứu chuộc của Đức Chúa Giêsu. Vậy, khi ta suy ngẫm 14 chặng đường thánh giá, thì đồng thời chúng ta cũng suy ngẫm bảy sự đau đớn của Đức Mẹ. Nhưng nếu muốn suy niệm cho sốt sắng và học hỏi các nhân đức của Đức Mẹ, nhất là các nhân đức vâng lời, chịu lụy, nhịn nhục, vâng theo thánh ý Chúa, sẵn sàng chịu mọi đau khổ Chúa gửi đến, thì cần phải thấu hiểu tường tận bảy sự thương khó ấy. Thương khó thứ nhất, Đức Mẹ dâng Đức Chúa Giêsu vào đền thờ, mà tiên tri Simeon nói, con trẻ này sẽ trở nên bia bắn, nhiều người vấp phạm, nhưng cũng nhiều người được cứu rỗi. Một mũi gươm nhọn sẽ đâm thấu lòng bà. Thương khó thứ hai, vua Herode tìm giết con trẻ, Giuse và mẹ đem con trốn sang Ai Cập. Thương khó thứ ba, năm Chúa Giêsu lên 12 tuổi, bị lạc trong đền thờ, làm cho cha mẹ phải đau khổ, thương nhớ trong suốt 3 ngày. Thương khó thứ tư, Đức Mẹ thấy con yêu quý bị án tử, phải vác khổ giá đến pháp trường. Thương khó thứ năm, thấy Đức Chúa Giêsu con mẹ đang hấp hối trên thánh giá, phán ra bảy lời quan trọng như từ giả Đức Mẹ mà trút hơi thở cuối cùng. Thương khó thứ sáu, Đức Mẹ chờ tháo xác con để được ôm xác con vào lòng. Đức Mẹ giơ tay lên đỡ lấy xác con mà khóc, còn gì đau đớn cho bằng. Thương khó thứ bảy, Đức Mẹ cùng các môn đệ đem xác con mà táng trong mồ. Khi thấy mồ đã được lấp kín bằng một tảng đá lớn, từ nay chẳng còn thấy con nữa. Vậy khi ta lần chuỗi mân côi, ta suy ngẫm 20 sự mầu nhiệm mân côi kết hợp với 7 sự thương khó Đức Mẹ. Trong đó có các sự thương khó thứ nhất, thứ ba, thứ tư, thứ năm, tương đương với các mùa vui. Thứ tư, Đức Bà dâng Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Thứ năm, Đức Bà tìm được Đức Chúa Giêsu trong đền thánh với các ngắm mùa thương. Thứ tư, Đức Chúa Giêsu vác thánh giá. Thứ năm, Đức Chúa Giêsu chịu chết trên thánh giá. Lần chuỗi mân côi còn là suy ngẫm 7 sự thương khó Đức Mẹ và suy rộng ra hơn, còn là suy ngẫm 14 chặng đường thương khó Đức Chúa Giêsu nữa. Lời bàn. Kinh 7 sự thương khó Đức Mẹ ngày xưa còn gọi là lần hạt 7 sự thương khó Đức Mẹ, cũng là lần hạt mân côi, nhưng thay vì ngắm các sự vui, thương, mừng thì ngắm 7 giai đoạn của sự đau đớn Đức Mẹ. Có một bức tranh vẽ trái tim Đức Mẹ có 7 mũi dao đâm thấu trái tim. Chàng thanh niên sau khi phạm tội vào viễn ảnh trái tim mẹ, chàng thấy mọi khi có 7 lưỡi dao, nhưng sau hôm nay lại thấy 8 lưỡi dao. Chàng nghĩ ngay ra tại mình đã phạm tội làm cho Đức Mẹ phải đau khổ thêm như một mũi dao khác nữa. Sau đó chàng hối hận đi xưng tội. Khi trở lại, chàng thấy trái tim Đức Mẹ chỉ còn lại có 7 mũi dao như trước. Khi ta phạm tội là làm cho trái tim mẹ đau khổ thêm, vậy phải gấp rút ăn năn hối cải để đền tạ trái tim mẹ. Truyền tích thứ 89, chuỗi hạt mân côi với 14 chặng đàn thánh giá. Khi ta ngắm chặng đàn thánh giá là ta suy ngẫm cả cuộc đời khổ nạn của Chúa Giêsu, từ dinh Phi-la-tô cho đến cuộc tử nạn trên thánh giá. Vậy tại sao có sự liên hệ đến chuỗi hạt mân côi? Chặng thứ nhất, Đức Chúa Giêsu bị quan Phi-la-tô luận giết. Chặng thứ hai, Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn và vác thánh giá. Chặng thứ ba, Đức Chúa Giêsu ngã xuống đất lần thứ nhất. Chặng thứ tư, Đức Mẹ gặp Đức Chúa Giêsu vác thánh giá. Chặng thứ năm, ông Simeon vác đỡ thánh giá Đức Chúa Giêsu. Chặng thứ sáu, bà Veronica trao khăn cho Đức Chúa Giêsu lau mặt. Chặng thứ bảy, Đức Chúa Giêsu ngã xuống đất lần thứ hai. Chặng thứ tám, Đức Chúa Giêsu yên ủi con thành Jerusalem. Chặng thứ chín, Đức Chúa Giêsu ngã xuống đất lần thứ ba.
chặn thứ 10, quân dữ lột hết áo Đức Chúa Giêsu. Chặn thứ 11, quân dữ đóng đinh Đức Chúa Giêsu vào thánh giá. Chặn thứ 12, Đức Chúa Giêsu sinh thì trên thánh giá. Chặn thứ 13, tháo đành Đức Chúa Giêsu mà phó vào tay Đức Mẹ. Chặng thứ 14, tán xác Đức Chúa Giêsu trong hang đá. Trong 14 chặng đường thánh giá có các chặng thứ 2, thứ 3, thứ 4, thứ 12 có liên quan đến các ngấm trong chuỗi hạt mân côi như năm sự thương, thứ 2, thứ 3, thứ 4 và thứ 5. Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn, chịu đội mão gai, vác thánh giá và chết trên thánh giá. Vậy khi ta lần chuỗi hạt mân côi thì chúng ta luôn luôn nhớ đến những khổ nạn của Đức Chúa Giêsu trên thánh giá. Nếu ai đã từng xem cuốn phim The Passion of the Christ của nhà đạo diễn Mel Gibson thì sẽ thấy có nhiều cảnh tượng tương đồng với năm ngắm sự thương. Khi thấy Đức Chúa Giêsu vào vườn Gethsemane mà cầu nguyện, đổ mồ hôi máu chảy ra nhỏ xuống đất, thì ngắm thứ nhất, Đức Chúa Giêsu lo buồn, đổ mồ hôi máu, ta hãy xin cho được ăn năn tội nên. Khi thấy Đức Chúa Giêsu bị đánh đòn thì ngắm thứ hai, Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn, ta hãy xin cho được hả mình chịu khó bằng lòng. Khi thấy Đức Chúa Giêsu chịu đội mão gai bởi quân dữ đóng sâu vào đầu, máu chảy xuống ròng ròng, thì ngắm thứ ba, Đức Chúa Giêsu chịu đội mão gai, ta hãy xin cho được chịu mọi sự sỉ nhục bằng lòng. Khi thấy Đức Chúa Giêsu vác thánh giá thì ngắm thứ tư, Đức Chúa Giêsu vác thánh giá, ta hãy xin cho được vác thánh giá theo chân Chúa. Khi thấy Đức Chúa Giêsu chết trên thánh giá thì ngắm thứ năm, Đức Chúa Giêsu chịu chết trên thánh giá, ta hãy xin cho được đóng đinh tính xác thịt vào thánh giá Chúa. Như vậy khi ta lần chuỗi mân côi năm sự thương thì cũng coi như chúng ta ngắm đàn thánh giá vậy. Đấy là những lý do mà chúng tôi trình bày chuỗi hạt mân côi có liên quan đến 14 chặng đàn thánh giá. Lời bàn: chung quy 14 chặng đàn thánh giá hay 7 sự thương khó Đức Mẹ và 20 ngắm về chuỗi hạt mân côi đều có những tư tưởng và nội dung giống nhau. Do đó, khi ta ngắm đàn thánh giá cũng suy niệm về mầu nhiệm cuộc khổ đau của Chúa Giêsu trên thánh giá. Khi ta ngắm 7 sự thương khó Đức Mẹ thì cũng suy ngẫm các sự khổ đau của Đức Mẹ khi thấy con mình là Đức Chúa Giêsu chịu chết trên thánh giá. Khi ta lần chuỗi mân côi mà suy ngẫm đủ 20 ngắm thì ta thấy những đau khổ của Chúa Giêsu và 7 niềm đau khổ của Đức Mẹ hiện ra ngay trước mắt chúng ta. Như vậy, không còn gì cao đẹp hơn, huy hoàng hơn là khi ta sốt sắng lần chuỗi mân côi. Thánh Thomas Tiến sĩ Hội Thánh và Thánh Luis Maria Grignon de Montfort đã nói rất đúng là không có gì cao trọng hơn ở thế gian này bằng thánh thể và chuỗi hạt mân côi. Truyền tích thứ 90, chuỗi hạt mân côi với thiên thần Gabriel khi truyền tin cho Đức Mẹ. Khi nói đến chuỗi hạt mân côi mà không nói đến tổng lãnh thiên thần Gabriel khi truyền tin cho Đức Mẹ thì là một sự thiếu sót, vì văn bản quan trọng nhất tạo nên kinh kính mừng và ngày nay là chuỗi hạt mân côi là do những phát ngôn của thiên sứ khi phụng mệnh Thiên Chúa xuống thế truyền tin cho Đức Mẹ thụ thai, sinh con để cứu chuộc nhân loại. Thiên thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai là một sự kiện lớn lao, vĩ đại nhất trong lịch sử nhân loại, vì Chúa cứu thế giáng sinh nhập thể làm người, cứu chuộc thiên hạ. Sự mầu nhiệm Thiên Chúa nhập thể làm người cho Đức Mẹ có một danh hiệu huy hoàng, tốt đẹp nhất, đó là vinh danh là Đức Mẹ Chúa Trời. Tiếng Hy Lạp gọi là Theotokos, danh hiệu mà giáo hội Đông Phương thường gọi chép bằng chữ vàng, coi như một khẩu hiệu trên các ảnh tượng Đức Mẹ. Sở dĩ Đức Mẹ được đặt vào cùng một giới tuyến với Thiên Chúa Ba Ngôi là vì Đức Mẹ đã sinh ra thể xác của ngôi hai Thiên Chúa, và chính ngôi hai đã hạ mình làm người. Vì thế, Đức Maria luôn luôn xứng đáng được tôn kính cao trọng nhất. Thánh Anselmo đã nói: con Đức Chúa Cha hay là con Đức Trinh Nữ Maria
cũng là một người con. Và từ đó, Đức Mẹ là nữ vương của nhân loại. Nhân loại tất cả phải tôn kính người. Vậy, Thiên sứ Gabriel truyền tin cho Đức Mẹ như thế nào? Theo Phúc âm Thánh Luca, chương thứ nhất, từ câu 26 đến câu 38. Thời ấy, Thiên sứ Gabriel được Thiên Chúa sai đến với trinh nữ tên là Maria, đã đính hôn với Giuse thuộc nhà David. Vào nhà trinh nữ ở, Thiên sứ chào: "Kính mừng tôn nương đầy ơn phước, Chúa ở cùng tôn nương." Những lời chào đó làm cho Maria xao xuyến và người ngẫm nghĩ xem lời chào ấy có nghĩa gì. Thiên sứ tiếp: "Maria, đừng sợ, vì tôn nương đã được ân sủng nơi Thiên Chúa. Và này, nơi lòng dạ tôn nương sẽ chịu thai và sinh con trai. Tôn nương sẽ đặt tên là Giêsu. Ngài sẽ được gọi là Đấng Tối Cao. Thiên Chúa sẽ ban cho Ngài ngôi nhà David, cha Ngài, và Ngài sẽ hiển trị muôn đời trên nhà Gia-cốp." Bấy giờ, Maria thưa với thiên sứ: "Điều ấy làm sao được, vì tôi không nghĩ đến việc phu thê." Thiên sứ đáp: "Chúa Thánh Thần sẽ đến trên tôn nương, và quyền năng Đấng Tối Cao rợp bóng trên tôn nương. Vì thế, trẻ sắp sinh ra được gọi là Thánh, là con Thiên Chúa. Kìa bà Isabe, chị họ tôn nương, bị tiếng là son sẻ, đã cưu mang lúc tuổi già được 6 tháng rồi. Vì với Thiên Chúa, nào có gì mà không thể làm được." Maria mới nói: "Này tôi là tôi tớ Chúa, xin hãy thành sự thật, Fiat, như lời thiên sứ truyền." Đoạn thiên sứ cáo biệt trinh nữ. Đó là tất cả mầu nhiệm truyền tin. Như vậy thì chuỗi hạt mân côi có liên quan đến tổng lãnh thiên thần Gabriel như thế nào? Ở đây chúng ta cần phải khảo sát. Thiên sứ đến chào mừng Đức Maria đang cầu nguyện trong một căn nhà khó nghèo, theo mặc khải của thánh nữ Isabel, nữ tu dòng Benedicto. Ước ao được thấy Chúa Cứu Thế sinh xuống gian trần, thì thiên sứ Gabriel hiện đến và chào kính trinh nữ Maria bằng những lời chào ca tụng trịnh trọng, làm cho trinh nữ Maria lo sợ bối rối, không biết lời chào ấy có ý nghĩa gì. Mẹ càng thấy thiên thần ca ngợi mình, mẹ càng tự hạ, càng chìm sâu vào cảm quan hư vô của mình. Theo thánh nữ Brigitta, lúc mẹ trở nên mẹ Thiên Chúa, mẹ đã từ khước lời ca tụng ấy và chỉ ước ao được Thiên Chúa ban cho đầy ân sủng trước nhan Thánh Chúa. Chăm chú đọc Thánh Kinh, mẹ cũng biết theo tiên tri Daniel thì có một trinh nữ sẽ là mẹ Chúa Cứu Thế, và mẹ tự nghĩ rằng trinh nữ đó sẽ là mình, qua lời chúc tụng quá cao sang của thiên sứ. Cho nên mẹ càng sợ hãi vì thấy rằng mình thật sự không xứng đáng được diễm phúc đó. Thiên sứ Gabriel liền tiếp lời mà rằng: "Hỡi Maria, bà đừng sợ, trinh nữ đã được nghĩa cùng Chúa. Xin đừng băn khoăn và ngạc nhiên bởi lời chúc tụng đó. Dù trinh nữ có nhìn nhận là bé bỏng, nhưng Thiên Chúa đã tôn vinh những người hèn mọn, đã tác thành cho trinh nữ xứng đáng được ân sủng mà loài người đã làm mất. Chúa đã phòng ngừa trinh nữ khỏi vương lây tùy ố, từng bêu xấu toàn thể miêu duệ dòng A Dông. Chính vì thế, Thiên Chúa đã ban cho trinh nữ ân sủng siêu việt trên hết mọi vị thánh. Cũng chính vì thế mà hôm nay Thiên Chúa lại tôn nhiệm trinh nữ lên làm mẹ người." Theo thánh Thomas Villanova thì khi nói Chúa Giêsu sinh ra bởi mẹ Maria thì nói lên tất cả vinh quang tuyệt vời của mẹ rồi. Bạn cứ biết rằng Đức Mẹ là mẹ Thiên Chúa là đủ tất cả rồi, không còn lời ca tụng nào cao sang hơn nữa, không còn một bài viết nào, một cuốn sách nào ngợi khen Đức Mẹ hơn nữa. Vậy khi ta lần chuỗi mân côi là chúng ta liên tục đọc đi đọc lại lời chào kính Đức Trinh Nữ Maria: "Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà." Đó là câu mở đầu cho kinh kính mừng. Nếu không có lời chào của thiên sứ Gabriel thì ngày nay chúng ta cũng không có kinh kính mừng và cũng không có chuỗi hạt mân côi như ngày nay. Vậy mọi người chúng ta phải hết sức tôn trọng kinh kính mừng, vì đó là lời chào thiên sứ của Thiên Chúa và cũng là lời chào mà Đức Mẹ hằng yêu thích nhất. Lời bàn: hôm nay chúng ta bàn đến kinh kính mừng hay là lời chào của thiên sứ Gabriel. Kinh kính mừng là một kinh rất quan trọng
mà Đức Mẹ rất lấy làm vui khi các con cái mẹ hằng ngày dâng lên cho mẹ những chuỗi hạt mân côi. Có bao nhiêu chuỗi hạt mân côi là có bấy nhiêu lời chào kính Đức Mẹ. Khi ta lần một chuỗi 50 thì chúng ta chào mừng Đức Mẹ 50 lần. Nếu chúng ta lần hai chuỗi 50 tức là chúng ta chào mừng Đức Mẹ 100 lần. Đức Mẹ hài lòng biết bao, vì đó là lời chào thiên sứ đại diện cho Thiên Chúa, cho nên lời chào ấy cao trọng biết chừng nào. Vậy ta đừng bao giờ bỏ lần chuỗi mân côi, dù bận công việc mấy cũng cố gắng đọc 50 hay 100. Đức Mẹ sẽ luôn luôn ở bên cạnh chúng ta và phù hộ chúng ta cả những lúc đau ốm bệnh hoạn. Như vậy thì ngoài kinh lạy cha là kinh mà chính Đức Chúa Giêsu đã lập ra thì không còn kinh nào cao trọng cho bằng kinh kính mừng. Lần chuỗi mân côi là phải liên tục đọc kinh lạy cha và kinh kính mừng. Tóm lại, chuỗi hạt mân côi suy ra cao trọng và lợi ích biết chừng nào. Truyền tích thứ 91, chuỗi hạt mân côi với cặp vợ chồng trẻ và một đứa con bị tê liệt. Ở miền Nam nước Ý, gần thành phố Bombay, là nơi có trung tâm hành hương kính Đức Mẹ mân côi lớn nhất nước Ý. Có một cặp vợ chồng lấy nhau đã lâu mà không có con. Anh chồng rất đau buồn vì tình trạng son sẻ của cả hai vợ chồng. Tuy nhiên, anh chồng là một người đạo đức. Anh phó thác mặc cho Đức Mẹ lo liệu. Anh thường cùng bạn bè đến thành phố Bombay cầu khẩn, đọc kinh lần hạt, xin Đức Mẹ mân côi đoái thương cho gia đình anh, có chút sự vui mừng để yên ủi người vợ đang đau khổ vì tình trạng son sẻ. Đức Mẹ đã nhận lời anh cầu nguyện và chẳng bao lâu, chị vợ đã có thai và sinh ra một cháu trai mạnh khỏe, dáng điệu khôi ngô tuấn tú. Cả nhà vui mừng, vợ chồng anh hứa mỗi ngày lần hạt 3 chuỗi, cảm tạ Đức Mẹ vì Mẹ đã thương ban cho gia đình anh được một chút yên vui để khỏi mang tiếng với bà con lối xóm. Cuộc sống của anh chị và cháu trai vẫn trôi chảy bình thường trong hạnh phúc gia đình. Đứa con trai yêu quý của anh chị nay đã 8 tuổi, tuổi rất hồn nhiên, vui tươi, là nguồn hy vọng của anh chị, thì tự nhiên bị bệnh sốt tê liệt. Cháu phải đưa vào bệnh viện cấp cứu, nhưng không có phương pháp nào cứu chữa được cả. Các bác sĩ yên ủi và khuyên bảo chị đem cháu về. Chỉ còn một cách là cầu nguyện cho cháu. Đứng trước hoàn cảnh thương tâm như vậy, chị vợ đã không cầm nổi được sự đau lòng, đã mang bệnh suy yếu thần kinh rất nặng. Anh chồng tuy nhiên còn có can đảm hơn một chút. Anh cứ cố gắng tin vào quyền phép Đức Mẹ mân côi. Anh nghĩ trước đây mình không có con, nhờ lời cầu nguyện của chuỗi hạt mân côi, Đức Mẹ đã ban cho anh một đứa con trai khấu khỉnh, thì bây giờ cũng vậy. Anh cứ tin tưởng ở Đức Mẹ và hứa nếu Đức Mẹ chữa khỏi bệnh cho con anh thì anh sẽ dâng mình phục vụ cho Đức Mẹ mân côi ở ngay trung tâm hành hương Pompeii suốt đời anh. Dần dà anh chị bớt đau khổ và nguồn vui đã đến. Cháu trai mặc dù chưa đi được nhưng cháu có vẻ mạnh khỏe, vui tươi. Cháu cũng thường bắt chước cha mẹ đọc kinh mân côi tối sáng. Có ai hỏi cháu về tình trạng sức khỏe thì cháu trả lời tỉnh bơ như không có chuyện gì xảy ra. Cả nhà rất phấn khởi, vẫn hàng ngày lần chuỗi hạt mân côi kính Đức Mẹ, cầu nguyện cho đứa con trai của mình. Anh chồng thì vẫn cứ tiếp tục đi dự thánh lễ hàng ngày và đến trung tâm hành hương Pompeii để cầu xin Đức Mẹ mân côi cứu giúp gia đình anh. Quả thực, Đức Mẹ đã mở bàn tay cứu giúp, đã cho gia đình anh chị được thoát khỏi tai nạn. Một đêm kia, sau khi thức dậy, cả nhà rất vui mừng khi thấy đứa con trai của mình tự động nhảy xuống giường và đi lại như người bình thường. Anh đã đến thông báo cho cha sở để ngài chứng kiến một phép lạ nhãn tiền. Đức Mẹ đã cứu khỏi một cháu trai bị sốt tê liệt đã lâu năm, tưởng rằng không phương cứu chữa. Cháu trai đã trở lại đời sống bình thường và thường theo cha mẹ đến trung tâm hành hương Pompeii đọc kinh lần chuỗi cảm tạ Đức Mẹ mân côi và góp phần vào mọi công tác ở nhà thờ của trung tâm. Lời bàn: việc Đức Mẹ ban ơn cho khỏi bệnh nan y qua chuỗi hạt mân côi thì rất nhiều, không thể kể sao cho hết được. Như trên đây chúng tôi đã trình bày, có nhiều vị thánh khi chữa lành cho người bệnh đều đã áp dụng phương pháp cầu nguyện cho bệnh nhân bằng chuỗi hạt mân côi. Cha thánh Padre Pio V dấu: bất cứ ai đến xin ngài khấn, ngài đều lần chuỗi hạt mân côi trước khi chữa bệnh. Cha Pedro Maria Trưởng ở Phát Diệm, mà người ta thường gọi ngài là thánh
cũng vậy, mỗi khi khấn cho ai thì Ngài cũng lần chuỗi mân côi và dắt tay họ lên trước bàn thờ Đức Mẹ, trao cho Đức Mẹ cứu giúp. Phương pháp rất đơn giản và chỉ cần lần chuỗi mân côi. Chúng ta cũng vậy, khỏi phải chạy đi đâu xa, tốn tiền, mất thời giờ. Cứ ở nhà đọc kinh lần chuỗi mân côi với lòng tin tưởng tuyệt đối thì Đức Mẹ sẽ cứu chúng ta. Đã có muôn vàn truyền tích Đức Mẹ đã cứu giúp người ta bằng chuỗi hạt mân côi. Truyền tích thứ 92. Chuỗi hạt mân côi với Đức Mẹ là Salete. Phải nói, có rất nhiều người nghe biết về sự lạ Đức Mẹ đã hiện ra tại La Salette, nước Pháp. Nếu đem so sánh sự kiện Đức Mẹ hiện ra tại La Salette mà so sánh với sự kiện Đức Mẹ hiện ra ở Lộ Đức hay ở Fatima thì thực ra cũng không thua kém gì. Tại La Salette, Đức Mẹ còn đưa ra 36 điềm báo cho hai em Thụ Khải. 36 điềm báo này còn quan trọng hơn cả ba mệnh lệnh Fatima. Thật thế, vì theo cha Antofer, người có trách nhiệm trình lên công đồng Vatican II cứu xét, tác giả đã nhắc lại những gì Đức Mẹ đã nói với hai em Maximin và Melania tại La Salette năm 1864. Mệnh lệnh La Salette đã được các đức giáo hoàng Pio thứ 9 và Leo thứ 13 truyền dạy phải được phổ biến khắp nơi. Mệnh lệnh Fatima chỉ là thi hành mệnh lệnh mà Đức Mẹ đã phán bảo tại La Salette. Vậy La Salette là gì và ở đâu mà lại có liên quan đến chuỗi hạt mân côi? Sự tích như sau. Ngày 19 tháng 9 năm 1846, khi các tu sĩ đang hát kinh ở nhà thờ đến câu "Ôi, lên láng thay những dòng nước mắt của mẹ", thì trên đỉnh núi La Salette nước Pháp gần dãy núi Alpes thì Đức Mẹ hiện ra với hai em chăn chiên Melania và Maximin. Đức Mẹ vừa nói vừa khóc: "Khốn cho nhân loại, Chúa sắp nổi cơn giận dữ, giáng xuống trần gian bao nhiêu tai họa. Chúa ruồng bỏ loài người và đổ hình phạt liên tiếp xuống trong 35 năm." Melania đã tiết lộ trước khi qua đời rằng, từ khi hiện ra đến lúc biến đi, Đức Mẹ chỉ khóc nức nở. Những giọt lệ từ trên gò má lăn xuống lấp lánh như những viên ngọc. Trong dịp này, Đức Mẹ đầy tình âu yếm, nhắn nhủ người ta biết sống cầu nguyện, ăn năn lần chuỗi mân côi, thánh hóa các ngày lễ trọng và Chúa Nhật. Đức Mẹ còn cảnh báo nghiêm khắc những lời nói thô bỉ, tục tiểu. Ở vùng La Salette này, nằm giữa dãy núi Alpes, dân chúng nghèo nàn, làm nghề chăn nuôi bò cừu. Hai em thả đàn cừu đi uống nước dưới dòng suối, rồi tìm ghế ngồi nghỉ. Khi trở về chỗ cũ, hai em thấy một bầu lửa sáng rực, rồi hiện ra một bà xinh đẹp ngay trên ghế đá. Bà tỳ khuỷu tay lên đầu gối, hơi nghiêng về phía trước, có vẻ buồn sầu vô hạn. Các em sợ quá, định lùi lại, nhưng bà đứng lên bảo các em: "Các con đừng sợ, hãy đến đây với ta." Bà nói: "Nếu người ta không chịu cải thiện đời sống, ta không còn cách nào ngăn cản cánh tay công thẳng của con ta được. Ta không bỏ các con, nhưng trái lại, chúng con không làm như vậy. Những kẻ đau thương cũng không biết đến ta, chỉ kêu ca nguyền rủa. Mùa màng hoa màu hư hỏng là tại các con. Hai con phải năng đọc kinh sáng tối, lần chuỗi hạt mân côi kính ta." Sau cùng, Đức Mẹ bảo các em truyền bá cho mọi người những điều Đức Mẹ dạy. Ngày nay, phong cảnh ở đây rất sầm uất, là một trung tâm hành hương không kém Lộ Đức. Sự kiện Đức Mẹ hiện ra ở La Salette đã được giáo truyền chấp nhận là có thật. Ngày 19 tháng 9 năm 1851, Đức Giám mục De Bruyla đã long trọng tuyên bố: "Ta xét rằng sự kiện Đức Mẹ hiện ra với hai trẻ một đồng ngày 19 tháng 9 năm 1846 trên dãy núi Alpes có tất cả những đặc tính chân lý. Giáo dân hãy tin đấy là sự thật." Hội thánh đã đặt một kinh kính Đức Mẹ La Salette như sau: "Lạy nữ vương La Salette, mẹ thật sự là mẹ thương khó. Xin mẹ hãy nhớ đến những giọt nước mắt mà mẹ đã đổ ra vì chúng con trên núi Calavario. Mẹ hãy nhớ đến những nỗi đau khổ mẹ phải chịu vì chúng con, để cứu chúng con trước tòa công thẳng Chúa. Bây giờ, sau khi đã ban ơn cho con cái mẹ muôn vàn ơn phúc, mẹ có thể rời bỏ chúng con được không? Hoàn toàn tin tưởng vào lòng từ bi và sự an ủi của mẹ, chúng con chạy đến sắp mình dưới chân mẹ, dù rằng chúng con là kẻ vong ơn tội lỗi.
nữ đồng trinh hay thương xót, xin chớ bỏ lời nguyện chúng con. Xin cho chúng con được ăn năn trở lại với Chúa, với mẹ. Xin làm cho chúng con được kính yêu tôn thờ Chúa Giêsu trên hết mọi sự. Để đẹp lòng mẹ, chúng con sẽ quyết sống đạo đức, thánh thiện, năng lần chuỗi mân côi kính Đức Mẹ, hầu ngày sau chúng con được xem thấy mặt Chúa và Đức Mẹ đời đời. Amen. Lời bàn. Đó là sự tích Đức Mẹ La Salette mà ít khi chúng ta nói đến. Sự tích La Salette có tất cả những điều bí mật cũng như những điều bí mật ở Fatima mà linh mục Antopher đã đệ trình công đồng Vatican cứu xét. 36 điểm báo đã được ghi chép nguyên văn trong cuốn sách Học thuyết trinh nữ Maria, trang 372. Có một điều đặc biệt là tại La Salette, Đức Mẹ cũng khuyên bảo hai em ăn năn lần chuỗi mân côi thì sẽ được mùa màng, khoai lang sẽ trở nên tốt tươi. Vì ở vùng này đất đai khô cằn, cho nên người ta thèm cả từng củ khoai lang. Truyền tích thứ 93. Chuỗi hạt mân côi với các tượng Đức Mẹ khóc nhiều nơi trên thế giới. Nếu có ai đã từng đọc cuốn sách Giọt lệ máu hoặc cuốn Signo de Tempi đã được Giáo hội Hoa Kỳ cho in và phổ biến thì thấy rất nhiều nơi Đức Mẹ đã khóc, không thể kể ra cho hết được. Chỉ có một điều là tin hay không tin. Tại sao tin và tại sao không tin? Những người trước khi tin là họ đã có những lý luận thật xác đáng. Còn những người không tin vì nhiều lý do gia đình, lý do uy tín, lý do chính trị nữa. Việc tượng Đức Mẹ khóc làm xôn xao dư luận thế giới. Phe bên vực giáo hội thì quả quyết là có thật. Phe chống đối thì lại cho là âm mưu của một số người lợi dụng tạo ra nước mắt cho các tượng thánh, rồi tuyên bố ầm ĩ là Đức Mẹ khóc nơi này, nơi nọ. Chúng tôi không chủ trương đi vào chi tiết từng sự việc Đức Mẹ đã khóc, vì nếu phải kể ra thì không có giấy bút nào viết ra cho hết được. Trong số các tượng Đức Mẹ khóc, có trường hợp chưa được công nhận, mặc dù đó là sự thật. Ở đây, chúng tôi chỉ xin nêu ra một trường hợp duy nhất để làm chứng cho sự kiện Đức Mẹ khóc tại Nhật Bản sau năm 1975. Tượng Đức Mẹ bằng gỗ, cao 1 mét, đứng trên quả địa cầu, hai bàn tay mở xòe, tự nhiên chảy máu, chiếu sáng, tỏa mùi thơm, đã nói và khóc. Tượng này trước kia đặt ở tu viện Tôi Tớ Thánh Thể ở Akita, thuộc giáo phận Đức Cha Ito. Năm 1982, Đức Cha đã thu thập tài liệu đầy đủ và trình về Roma. Trong vòng 2 năm, tượng Đức Mẹ khóc ở Akita đã lôi cuốn không biết bao nhiêu người ở Nhật Bản, kể cả lương giáo. Sau nhiều cuộc điều tra rất tỉ mỉ, như chúng tôi đã biết, người Nhật rất là kỹ lưỡng trong vấn đề này, vì họ sợ mang tiếng, cho nên đã có nhiều nhà khoa học Nhật Bản đến tận nơi nghiên cứu. Các nhà khoa học ấy đều xác nhận là không ai có thể giả mạo được vì là tượng bằng gỗ. Trong 6 năm 9 tháng, Đức Mẹ ở Akita đã khóc 101 lần. Các giọt nước mắt của Đức Mẹ đã được thí nghiệm ở trường Đại học Akita và Difu. Kết quả cho biết là nước mắt thật của con người và máu thuộc loại máu ô. Các nhà khoa học Nhật Bản nhìn nhận đây là một hiện tượng ngoại nhiên. Có một điều đặc biệt là mỗi khi tượng Đức Mẹ Akita khóc như vậy thì Đức Cha Ito đều khuyên bảo giáo dân hãy lần hạt đền tạ trái tim mẹ và yên ủi Đức Mẹ. Trong cuốn sách Giọt lệ máu còn cho biết mỗi khi nghe thấy tin Đức Mẹ khóc nơi này, nơi nọ thì giáo dân đều quỳ lần hạt rất sốt sắng. Lời bàn. Chúng tôi đã đọc rất nhiều hiện tượng Đức Mẹ khóc như vậy. Người ta cho là thật, người thì cho là giả. Thí dụ, tượng Đức Mẹ Hòa Bình ở Sài Gòn là có thật, nhưng vì một lý do chính trị nào đó mà bây giờ người ta không còn nói đến nữa. Cũng như tượng Đức Mẹ ở Sacramento cũng đã khóc thật, nhưng rồi vì lý do nào đó mà ngày nay cũng quên luôn. Xin nhớ rằng không phải lúc nào Đức Mẹ cũng khóc, có khi không. Riêng phần chúng tôi đã nghiên cứu và viết rất nhiều tài liệu về sự kiện Đức Mẹ khóc nhiều nơi trên thế giới. Sách Học thuyết trinh nữ Maria, trang 343. Cho nên, chúng tôi rất tin tưởng vào sự kiện Đức Mẹ khóc là có thật. Dù rằng Tòa Tổng Giám mục Sài Gòn có lý do nào đó mà chưa tuyên bố xác nhận hay không xác nhận là quyền và nhiệm vụ của Tòa Tổng Giám mục. Vì trong lúc khó khăn này,
công an cảnh sát đầy đường, ai dạy gì mà leo lên tượng Đức Mẹ, bôi lên một vệt nước mắt, rồi tri hô là Đức Mẹ khóc. Chỉ có một điều duy nhất, đặc biệt là hãy ai đến viếng Đức Mẹ khóc, thì đều lần chuỗi mương côi và năn đi xưng tội. Đó là một sự thành công lớn. Truyền tích thứ 94, chuỗi hạt mương côi với nữ chân phước Ajeda. Nếu chúng ta đọc hết cuốn sách Thần Đô Huyền Nhiệm của nữ chân phước Ajeda, thì chúng ta mới thấy đúng là sự huyền nhiệm của Thiên Chúa khi muốn tỏ cho nhân loại biết cả cuộc đời Đức Mẹ như thế nào. Vì từ trước tới nay, nhiều người, nhiều phe phái nổi lên chống đối Đức Nữ Đồng Trinh Maria. Người thì cho Đức Mẹ không phải là Mẹ Thiên Chúa, Đức Mẹ chỉ sinh Đức Chúa Giêsu về phương diện loài người. Người thì cho Đức Mẹ cũng là con cháu Adam và Eva, thì tất nhiên phải mắc tội tổ tông. Người thì cho Đức Mẹ chỉ đồng trinh khi sinh ra Đức Chúa Giêsu. Người thì cho Đức Mẹ khi chết cũng như mọi người, không được ơn hồn xác lên trời. Bấy nhiêu giả thuyết đều xúc phạm đến Đức Mẹ. Vậy khi ta đọc cuốn sách Thần Đô Huyền Nhiệm của chân phước Ajeda, thì chúng ta mới thấy tất cả sự thật về Đức Mẹ. Ngay khi cuốn sách của chân phước được phát hành, đã có nhiều phe phái nổi lên chống phá dữ dội. Họ cho đây là một cuốn sách do óc tưởng tượng của bà Ajeda. Nhiều nhà thần học cũng đã viết bài chống đối, nhưng việc Chúa và Đức Mẹ đã làm thì không có một sức mạnh nào chống phá được. Vậy tại sao Đức Mẹ bị chống đối dữ dằn như vậy? Trước khi cuộc đời Đức Mẹ bị che khuất quá nhiều trong bóng tối im lặng, Phúc Âm nói rất ít về Đức Mẹ, ngoài một hai chi tiết có liên quan đến cuộc đời Đức Chúa Giêsu, đến nỗi Thánh Louis Maria Crignon de Montfort đã nói: qua Phúc Âm chúng ta chẳng biết gì về Đức Mẹ cả, chẳng biết Đức Mẹ sinh ra bao giờ, chết khi nào. Nhiều nhà thần học, giáo phụ đã viết rất nhiều sách đề cao giá trị của Đức Mẹ, nhưng tất cả chỉ là sản phẩm của con người, không đáp ứng được lòng mong muốn của các con cái Đức Mẹ. Chính Thiên Chúa và Đức Mẹ cũng muốn tỏ ra cho nhân loại biết tất cả sự thật về Đức Mẹ. Cho nên, vào thế kỷ thứ 17, Mẹ được Thiên Chúa cho phép bày tỏ cả cuộc đời Mẹ trong một cuộc mạc khải tư với một nữ tu dòng thánh Clara. Bà ấy là bà đáng kính Maria Ajeda, sinh ngày 2 tháng 4 năm 1602 tại một thị trấn nhỏ trong nước Tây Ban Nha. Maria Ajeda từ nhỏ trong sạch, sốt sắng như một thiên thần, ma quỷ hằng quấy phá bà hằng đêm ngày. Năm lên 25 tuổi, bà đã làm một đan viện mới trong một tu viện. Đức Mẹ đã ban cho bà nhiều ơn lạ và cho bà biết tất cả cuộc đời thật sự của Đức Mẹ. Đức Mẹ nói với bà: Mẹ muốn rằng khi con còn sống ở cuộc đời buồn thảm này, con hãy biết và thuật lại cuộc đời Mẹ để làm nơi nương ẩn cho họ trong một đô thành huyền bí, Mystica Civitas. Bà đã vâng lời Đức Mẹ và đã viết lại tất cả điều đã được Đức Mẹ mặc khải. Khi viết xong, được tâu lên hoàng đế nước Tây Ban Nha. Vua cho sao lại một bản để làm kỷ niệm, còn bản thảo đã được đốt đi theo lệnh cha giải tội tạm thời, vì ông này cho là truyền hư cấu. Đến khi cha giải tội chính thức của bà về, thì lại yêu cầu bà phải viết một bản khác. Đến khi đem so sánh, đối chiếu với bản cũ nhà vua còn giữ lại, thì thấy trùng hợp lạ lùng. Dòng thánh Francisco liền cho triệu tập các nhà thần học để khảo sát, thì đều xác nhận là đúng. Sau đó, nhà dòng đã ủy nhiệm cho cha Samaniego đứng ra xuất bản, lấy tên là Thần Đô Huyền Nhiệm. Thánh bộ lễ nghi cho phép tiến hành thủ tục tra án phong chân phước và hiển thánh cho bà Maria Ajeda. Giáo hội đã minh nhiên khuyến khích đọc và tin cuộc đời Đức Mẹ Maria qua mặc khải cho bà Maria Ajeda. Chính Đức Giáo hoàng Pio thứ 12 cũng khuyến khích đọc tài liệu của bà Ajeda theo tông sắc Et Coeli Regium. Ngày 11 tháng 10 năm 1954, Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 14 còn ra hai sắc lệnh năm 1754 và 1757 xác nhận cuốn sách Thần Đô Huyền Nhiệm là có cơ sở chân lý. Sau khi khảo cứu đề tài này, chúng tôi được biết bà chân phước Maria Ajeda rất có lòng sùng kính Đức Mẹ. Bà lần chuỗi mân côi hầu như suốt ngày, cho nên có lần Đức Mẹ đã hiện ra với người và phán bảo nhiều điều bí mật. Bà nói: tôi thấy Đức Mẹ rất đẹp đẽ,
nếu không có ánh sáng đức tin, tôi đã nhìn nhận mẹ là Thiên Chúa. Vậy, theo nguyên tắc các thánh đề ra, thì chỉ có ai có lòng kính mến Đức Mẹ bằng chuỗi hạt mân côi thì mới được Đức Mẹ hiện ra như thế. Mà muốn được như thế, thì cần phải nâng lần chuỗi mân côi. Lời bàn. Khảo cứu trong lịch sử của Hội Thánh, cũng như các truyền tích về Đức Mẹ, thì chúng ta thấy rằng, hãy ai có lòng kính mến Đức Mẹ càng nhiều, thì càng nâng lần chuỗi mân côi. Cho nên, hình như Đức Mẹ chỉ hiện ra với những đối tượng nào mà Đức Mẹ thấy nâng lần chuỗi mân côi kính Đức Mẹ. Cha Thánh Padre Pio Năm Dấu, Cha Thánh Joan Vianney, Cha Trần Lục ở Phát Diệm, đều là những người tuyệt đối có lòng kính mến Đức Mẹ bằng chuỗi hạt mân côi, thì Đức Mẹ đã cho các ngài làm những công việc lớn lao như vậy. Chương Phước Ajeda đã nhiều lần bị chống đối dữ dội. Người ta cho chuyện bà viết là hư cấu theo óc tưởng tượng, tưởng rằng sẽ bị thất bại. Nhưng việc Thiên Chúa và Đức Mẹ làm thì không ai chối cãi được. Sau khi khảo cứu thật kỹ lưỡng, Giáo hội Hoa Kỳ đã công nhận cuốn sách thật có đầy đủ ý nghĩa và chân lý cao siêu, có tính thần học rất cao và hoàn toàn do linh ứng của Đức Chúa Thánh Thần với nữ chương phước Aceda vậy. Cho nên cho phép được in và phổ biến khắp nơi trong Giáo hội Hoa Kỳ. Truyền tích thứ 95. Chuỗi hạt mân côi với thiên tai, ôn dịch, thần khí, giặc giả. Có một điều rất đơn giản là người ta sống ở thế gian này chỉ là con đường đi về quê thật. Cho nên luôn phải ý thức như vậy, thì khi gặp những thiên tai, ôn dịch, mất mùa, giặc giả, đói khát, bão táp, lụt lội, thì mới thấy được cuộc đời trên trần thế này là giả trá, nay còn mai mất. Cuộc sống là một sự thử thách. Chính vì vậy mà nhiều người đã bán hết tài sản của mình để đi tu hoặc vào rừng núi sống chiêm niệm với Chúa. Người đời cho là lập dị, ngu xuẩn. Sống ở nhà mà tu hành thì vẫn tốt, nhưng mỗi người có một quan niệm khác nhau. Thánh Francisco khó khăn bị coi là lập dị. Mỗi khi qua đường thấy một bông hoa đẹp thì người dừng chân lại mà ngắm cùng ca ngợi Thiên Chúa. Lại cũng có những vị thánh làm những việc mà người ta cho là mê tín. Cho nên cuộc sống ở trần gian này là bất thường, nay còn mai mất. Chúng ta chỉ thấy trong chốc lát mà cả mấy tỉnh thành đã biến tan theo ngọn sóng thần ở Indonesia. Đêm ngủ sáng dậy, đi làm, tưởng rồi sẽ về, nhưng rồi đi luôn không bao giờ trở lại. Đó là triết lý cuộc sống trên thế gian này. Trái đất này đã biến chuyển qua bao thế hệ. Hiện nay vẫn còn nhiều thành phố chôn vùi dưới đất sâu, chứng tỏ sự biến chuyển của vỏ trái đất này luôn luôn xảy ra không ngừng. Mà khi nó đã xảy ra như vậy là có thiên tai làm chết hàng mấy chục triệu người. Có những trận động đất làm tiêu tan cả một vùng rộng lớn, bao nhiêu sinh vật sống trong đó đều chết hết. Cho nên cuộc sống chỉ là phù du, nay còn mai mất. Là người Công giáo, chúng ta phải luôn luôn ý thức được như vậy. Đối với Thiên Chúa thì Ngài chỉ cho là loài người sống tạm bợ trên thế gian này mà thôi. Cho nên có người trách móc tại sao Thiên Chúa lòng lành vô cùng và nhân từ vô cùng lại để xảy ra những thiên tai giết chết hàng triệu người như vậy. Không, những thiên tai xảy ra chính là những sự công bằng của Thiên Chúa. Ngày nay loài người phạm tội quá nhiều, còn nhiều hơn gấp vạn lần thời kỳ Hồng Thủy nữa. Loài người đã trác táng, phá thai, dâm loạn đến nỗi Chúa không còn chịu nổi nữa, nếu không còn bàn tay Đức Mẹ giơ lên để cứu vãn. Những thiên tai mà loài người phải gánh chịu là ôn dịch, thần khí mất mùa, giặc giả, đói khát, sóng gió, bão táp, sóng thần. Ngay trên đất nước Mỹ này, nếu một nước hết sức văn minh, khoa học kỹ thuật cao mà cũng không làm gì được với thiên tai, hỏa hoạn, mùa hè mà cũng có nhiều người đã chết vì nóng, mùa đông tuyết lạnh lại cũng có cả trăm người chết vì rét, thì thử hỏi các nước kém văn minh thì sống sao cho nổi với các thiên tai. Cho nên chúng ta vẫn phải bám vào Thiên Chúa, vào Đức Mẹ. Biết bao nhiêu phép lạ Đức Mẹ đã làm để cứu những người con của Mẹ khi tai nạn, hỏa hoạn xảy đến. Nếu thời đại ông Noe mà có Đức Mẹ, chắc chắn Đức Mẹ cũng sẽ gìn giữ nhân loại cho khỏi đại lục Hồng Thủy. Ngày nay người ta còn phạm tội nặng hơn gấp trăm ngàn lần mà Đức Mẹ đã cứu khỏi bàn tay công thẳng của Thiên Chúa thì thật hạnh phúc biết bao. Vậy,
khi có thiên tai xảy đến thì người Công giáo chúng ta phải làm gì? Nguyên tắc thứ nhất là phải ăn năn sám hối, xin Chúa thứ tha các tội đã phạm, kể như là ăn năn tội cách trọn. Nguyên tắc thứ hai là phải lần hạt mân côi kính Đức Mẹ. Tất cả gia đình, những ai rảnh rỗi phải quỳ lên cầu khẩn Đức Mẹ bằng lần chuỗi mân côi. Kể cả con trẻ từ 5 tuổi trở lên phải tập cho chúng biết lần chuỗi mân côi. Vậy ngay từ bây giờ phải tập luôn là mang theo chuỗi mân côi trong mình, đeo ở cổ, bỏ trong túi áo, túi quần. Như Đức Mẹ đã hứa, ai mang ảnh Đức Mẹ thì sẽ được Đức Mẹ luôn luôn cứu giúp khỏi mọi tai nạn. Lời bàn. Kinh nghiệm cho biết, mỗi khi có thiên tai xảy đến thì những ai biết bám vào chuỗi mân côi đều được Đức Mẹ cứu thoát khỏi tai nạn. Ở Indonesia, khi có sóng thần tràn ngập vào đất liền, phá hủy, giết chết hàng trăm ngàn người, vậy mà chỉ có những ai tập trung lần chuỗi mân côi trong một nhà thờ sát bờ biển thì được an toàn. Bão ở New Orleans làm cho nhiều người phải di tản, mất nhà, mất cửa. Chỉ có gia đình nào không có điều kiện di tản, tập trung đọc kinh lần hạt thì Đức Mẹ đã cứu. Nước lụt không vào đến chân tường, trong khi ở khu vực chung quanh nước nổi lên lênh láng, làm cho nhiều tài sản bị hư hỏng. Có nhiều người bảo đó chỉ là mây rủi mà thôi. Chính cha thánh Padre Pio V dấu cũng đã nói, khi có các tai nạn xảy ra thì các con cần phải lần chuỗi mân côi kính Đức Mẹ thì sẽ được tai qua nạn khỏi. Truyền tích thứ 96, chuỗi hạt mân côi với những người mắc bệnh nan y. Việc Đức Mẹ cứu chữa những người mắc bệnh nan y thì quá nhiều, không thể kể cho hết được. Đây chỉ là nguyên tắc mà chúng tôi đưa ra để làm đề tài suy luận. Ai cũng phải chết, đó là quy luật. Có thể tránh được những tai họa sắp xảy đến cho mình, nhưng không ai tránh được khi án tử của mình sắp đến. Chính vì thế mà có nhiều người khi biết mình sắp chết thì xin về hưu hay tìm một chỗ nào vắng vẻ, yên tĩnh để lo cầu nguyện, đọc kinh, xin ơn chết lành. Đó là sự khôn ngoan của người biết lo xa. Thánh Alfonso Giám Mục, đấng sáng lập dòng Chúa Cứu Thế, xin về hưu để được dọn mình chết lành. Một vị thánh lớn như vậy, cả đời phục vụ cho Chúa và cho Đức Mẹ mà còn lo sợ đến sự chết như vậy, huống hồ gì là chúng ta thì sao? Nguyên tắc là ai cũng phải chết. Vậy phải chết thế nào, cách nào cho suôn sẻ? Đó là triết lý trong bài này. Muốn chết thì phải có bệnh. Bệnh nặng hay nhẹ là tùy ơn Chúa ban cho từng người. Nhưng phải hiểu rằng bệnh là một hình thức Chúa thử thách để cho ta phải gánh chịu, để được chia sẻ với sự đau khổ của Chúa Giêsu trên thánh giá. Nếu ta chịu bệnh cho nên thì không có một công phúc nào đền tội hữu hiệu cho bằng bệnh tật. Những ai mắc bệnh nặng thì bề ngoài xem ra đau khổ, xui xẻo, nhưng thật sự bên trong họ là những người được ơn hơn cả. Có linh hồn hiện về cho biết, thà chịu bệnh ở trên thế gian này 100 năm còn hơn phải đền tội nơi luyện ngục một ngày. Nhưng Chúa và Đức Mẹ đã cho ta những ơn để được rút ngắn thời gian trong luyện ngục. Đó là chịu bệnh cho nên mà không hề kêu ca. Tuy nhiên là con người thì cần phải chịu đau khổ. Nếu có ơn Chúa thì chịu đựng được để đền tội. Nếu không có ơn Chúa thì đàn nào cũng phải chịu, mà chịu như vậy thì không được lập công gì hết. Do vậy, những người có bệnh nan y thì phải cảm tạ Chúa vì đã cho mình có phương tiện để đền tội ở thế gian này, hơn là phải đền tội trong luyện ngục. Vậy những ai mắc bệnh nan y không phương cứu chữa thì hãy bám lấy chuỗi hạt mân côi, xin Đức Mẹ thêm sức cho mình để được sức can đảm chịu bệnh cho nên. Nhất là phải năn lần chuỗi mân côi hằng ngày, cầu xin Đức Mẹ hoặc cho khỏi bệnh, hoặc cho mình được ơn can đảm chịu bệnh cho nên. Đừng ngã lòng, biết bao nhiêu người được Đức Mẹ thử thách, nhưng nếu cứ một lòng vững vàng thì được Đức Mẹ cứu thoát. Tôi thấy có nhiều người mắc bệnh nan y, không phương cứu chữa, thế mà chỉ trong một thời gian, người ấy đã cho biết là đã được Đức Mẹ cứu thoát, nhờ vào chuỗi hạt mân côi. Các bạn cứ tin đi, nếu các bạn đang mắc bệnh lâm nguy, một mặt cứ phải đi bác sĩ, một mặt cứ bám lấy Đức Mẹ. Chúng tôi tin chắc Đức Mẹ sẽ cứu thoát các bạn ngay. Đó là kinh nghiệm mà chúng tôi đã thấy rất nhiều như vậy. Ta thấy ngay ở Lộ Đức và Fatima, những người được Đức Mẹ cho khỏi bệnh
đều là những người có lòng kính mến Đức Mẹ Mân Côi và năng lần chuỗi Mân Côi. Có một điều rất chắc chắn là theo Thánh Louis Maria Grignon de Montfort, là hễ ai mắc chứng bệnh nan y không phương cứu chữa thì người nhà cứ phải đeo vào cổ cho bệnh nhân chuỗi hạt Mân Côi, xin Đức Mẹ gìn giữ cho họ đêm ngày. Dù nhà thương có bắt tháo gỡ cũng không chịu, hoặc tìm lúc khác thuận tiện để đeo vào cổ cho bệnh nhân. Xin Đức Mẹ ban cho những người đang mắc bệnh nan y được đọc bài này để làm như điều Đức Mẹ mong muốn. Lời bàn: nếu nói tin vào chuỗi hạt Mân Côi mà được Đức Mẹ cứu thoát cho khỏi bệnh nan y thì đã rất có nhiều bài ngay trong cuốn sách này. Có điều là nhiều người chúng ta chưa tin đủ. Có bệnh thì chạy bốn phương là đúng, nhưng chạy đâu thì cứ chạy, nhưng cứ phải bám lấy Đức Mẹ. Có nhiều người hầu như đã ngã lòng, không tin tưởng, cho nên cứ chạy chữa hết chỗ này đến chỗ khác, rồi cuối cùng cũng lại phải chạy đến với Đức Mẹ. Lại cũng có nhiều người xin khấn được như ý, khi được như ý rồi thì lại bảo đó là may rủi. Con người ta khi không vững mạnh thì tỏ ra muôn vàn lý do để từ chối ơn Đức Mẹ ban cho mình. Cho nên điều Đức Mẹ ước mong là con cái Mẹ hãy hoàn toàn phó thác mình trong tay Mẹ, để Mẹ định đoạt lo liệu cho, thì chắc chắn 100% mình khỏi phải lo lắng gì hết. Truyền thức thứ 97: chuỗi hạt Mân Côi cứu cả một thành phố khỏi chết trong vòng lửa đạn. Tại một thành phố gần chiến lũy Maginot của Pháp, khi quân Đức biết đã có rất nhiều sĩ quan, binh lính vì người dân vào đấy để trú ngụ hầu tránh bom đạn, thấy tình thế quá căng thẳng, quân Đức đã bao vây chung quanh, chỉ còn nhã đạn và bom bay V2 thì sẽ tiêu diệt hầu hết sĩ quan, binh lính và dân quân trong đó. Trước tình thế rất căng thẳng, mọi người bảo nhau, bây giờ chỉ còn một phương pháp duy nhất là tất cả tập trung đọc kinh lần chuỗi Mân Côi, xin Đức Mẹ che chở. Đang khi người ta còn đọc kinh thì có đoàn quân tiếp viện từ đằng xa đánh tập hộ quân Đức quốc xã. Thế là quân Đức tự nhiên bỏ hàng ngũ tháo chạy về căn cứ của chúng, cách xa khoảng chừng 10 dặm đường. Quân tiếp viện tiếp tục đuổi theo và đánh một trận khá uy hùng, làm cho quân địch thiệt hại rất nặng. Kiểm điểm lại, quân Pháp không thắng hoàn toàn trong trận này, nhưng cũng đã tịch thu được một số quân trang, quân dụng của địch bỏ lại trên chiến trường. Tất cả mọi sĩ quan cũng như binh lính đều xác nhận là do chuỗi hạt Mân Côi mà toàn quân, toàn dân đọc kinh kính dâng lên cho Đức Mẹ, xin Mẹ cứu giúp để mọi người thoát khỏi chết vào trong tay giặc. Để kỷ niệm một ơn đặc biệt của Đức Mẹ, người ta đã cho xây một căn nhà thờ nhỏ tại đây, mang danh hiệu là nhà thờ Đức Mẹ Mân Côi Chiến Thắng, để kỷ niệm một phép lạ mà Đức Mẹ đã cứu dân quân bằng chuỗi hạt Mân Côi. Lời bàn: nếu phải kể về những ơn đặc biệt như vậy thì không bút nào tả ra cho hết được. Đấy chỉ là một ơn rất nhỏ mà Đức Mẹ đã ban cho những ai có lòng trông cậy Đức Mẹ bằng chuỗi hạt Mân Côi. Tại rất nhiều mặt trận ở chiến tranh thế giới thứ nhất và thứ hai, đã có biết bao nhiêu phép lạ xảy ra cho binh lính Pháp và Lê Dương. Đức Mẹ đã cứu biết bao nhiêu binh lính của cả hai bên. Chúng ta cũng biết rằng binh lính của Pháp hay của Đức cũng có rất nhiều người Công giáo đi theo của cả hai bên, mà họ đều là những người Công giáo có cả một giáo lý như nhau và cùng là con cái của Đức Mẹ Mân Côi, và họ cũng đều lần hạt kinh Đức Mẹ Mân Côi như nhau. Cho nên khi Đức Mẹ cứu ai thì không phân biệt là quân nào, miễn là ai có lòng tin tưởng vào chuỗi hạt Mân Côi kính Đức Mẹ là đủ. Truyền tức thứ 98: chuỗi hạt Mân Côi với giờ lâm chung của mọi người. Có một điều chắc chắn là chúng ta ai cũng phải chết, dù vua quan chức quyền cao sang thì rồi cũng phải chết, mà chết rồi thì ai cũng như ai. Vì thế ngạn ngữ Pháp có một câu nói bất hủ sau đây: tous sont égaux après la mort, tất cả mọi người đều ngang hàng với nhau sau khi chết. Khi chết rồi thì không còn ai thống trị ai, cai trị ai nữa. Thiên Chúa xét xử rất công bằng, mọi người đều phải trả nợ Thiên Chúa bằng những câu trả lời có làm trọn vẹn nhiệm vụ được giao phó hay không. Người ta sống ở thế gian này như một tấn tuồng cải lương, các vai trên sân khấu đủ thành phần vua chúa, hề cải lương, thằng bé giúp việc, vân vân.
Nhưng thể vai nào xuất hiện mà đóng đúng vai của mình thì khán giả thích thú, vỗ tay khen ngợi. Còn những vai nào dù đóng vai vua chúa mà không lột được bộ mặt thật như vua thì cũng bị người ta chê cười. Cuộc sống trên thế gian này cũng thế. Chúa trao cho mỗi người một vai trò, nhiệm vụ. Làm sao cho đúng với nhiệm vụ đã được nhận lãnh với Thiên Chúa thì kết quả thành công. Không phải làm giáo hoàng mà nên thánh. Chúng ta thấy trong hội thánh từ trước tới nay là 265 vị giáo hoàng, mà thực sự chỉ có chừng 78 vị là thánh và 8 vị là chân phước. Vậy thì các vị khác thì sao? Chúa phán xét không giống như con người ta nghĩ đâu. Cho nên ngay từ bây giờ chúng ta phải lo đến sự chết. Có người bảo tôi còn trẻ mà. Chưa chết đâu, thử vào các nhà thương mà xem. Những người trẻ chết thiếu gì? Vậy những người công giáo, dù già, dù trẻ, hãy lo dọn mình chết ngay từ bây giờ, kẻo muộn không kịp. Mà muốn dọn mình chết ngay từ bây giờ thì phải lo sửa soạn tâm hồn cũng ngay từ bây giờ. Muốn được ơn chết lành trong giờ sâu hết thì chúng ta hãy bám lấy Đức Mẹ. Muốn bám lấy Đức Mẹ, tỏ lòng yêu mến Đức Mẹ thì không gì bằng mộ mến chuỗi hạt mân côi của Đức Mẹ, tức là năng lần chuỗi hạt mân côi. Muốn tỏ ra mộ mến chuỗi hạt mân côi thì hãy đeo chuỗi hạt mân côi ở cổ, bỏ chuỗi hạt mân côi trong mình. Làm được như vậy thì lúc nào cũng yên trí, không còn phải lo lắng gì nữa. Nhiều vị thánh khi đến giờ lâm chung miệng vẫn lâm râm lần chuỗi mân côi cho đến khi tắt thở. Ôi, hạnh phúc thay cho những người được dọn mình chết lành như vậy. Lời bàn: người khôn ngoan thì biết lo xa. Cuộc sống ở thế gian này chóng qua như nước chảy qua cầu, cho nên lúc nào cũng phải chuẩn bị cái chết luôn luôn. Ra đi rồi không bao giờ trở lại là chuyện bình thường. Mà muốn không còn lo lắng gì về cái chết thì tốt nhất là hãy bám lấy Đức Mẹ, tức là bám lấy chuỗi hạt mân côi. Đi đâu cũng mang theo chuỗi hạt mân côi bên mình thì lúc nào cũng yên trí. Dù đi xa xôi cách trở cũng không lo sợ, vì đã được bảo đảm Đức Mẹ sẽ cứu giúp chúng ta mọi nơi, mọi lúc. Truyền tích thứ 99: chuỗi hạt mân côi với những ai tận hiến trọn vẹn cho Đức Mẹ. Như chúng ta đã biết, trong Hội Thánh Công giáo đã có rất nhiều tổ chức, đoàn thể mà đoàn viên hoặc hội viên theo thủ tục đã được tuyên thệ tận hiến trọn vẹn cho Đức Mẹ. Theo Thánh Luis Maria Grignon de Monfo thì tận hiến cho Đức Mẹ là một cách tôn sùng tuyệt hảo nhất. Vậy tận hiến là gì và tại sao chúng ta phải tận hiến cho Đức Mẹ? Tận hiến là gì? Theo quan niệm của Thánh Monfo thì tận hiến cho Đức Mẹ là phó thác tất cả hồn xác, của cải vật chất, công phúc, kể cả tội lỗi của mình đã có, đang có và sẽ có cho Đức Mẹ. Công phúc thì Đức Mẹ đưa vào kho thiêng liêng cho mình. Tội lỗi thì Đức Mẹ tẩy xóa, can thiệp với Chúa Giêsu, con Mẹ để tha thứ. Không những ở đời này và ở đời sau khi ta đã qua đời. Do đó, muốn tận hiến cho Đức Mẹ một cách trọn vẹn thì cần phải tận hiến tuyệt đối, tức là tận hiến cho Chúa và cho Đức Mẹ. Khi đã tận hiến cho Đức Mẹ thì cả đời chỉ làm việc cho Mẹ, phục vụ cho Mẹ tận tình, chu đáo. Tận hiến hoàn toàn, tận hiến hết, dâng hết cho Đức Mẹ hồn xác, sự sống, sự chết, tài sản, dĩ vãng, tương lai, vợ con, gia đình, kể cả tội lỗi của mình nữa. Tận hiến vô điều kiện, tận hiến không đòi hỏi điều kiện, xin Đức Mẹ cho được giàu sang, phú quý, vân vân. Tận hiến dứt khoát, giao phó hết cho Mẹ, không giữ lại phần nào cho mình, không tiếc rẻ gì của mình mà không dâng cho Đức Mẹ. Tại sao ta phải tận hiến cho Đức Mẹ? Đức Mẹ là trung gian giữa Chúa và chúng ta. Nếu chúng ta muốn đến cùng Chúa mà không gặp gì trở ngại thì ta phải tận hiến cho Đức Mẹ, để Mẹ dẫn dắt chúng ta đến cùng Chúa thì chắc chắn sẽ bảo đảm hơn. Tất cả các công phúc Chúa ban cho chúng ta đều qua tay Đức Mẹ. Do đó, nếu ai đã thật tâm tận hiến cho Đức Mẹ thì sẽ được Đức Mẹ ban cho nhiều ơn. Đức Mẹ luôn luôn tỏ ra lòng nhân hậu, thương xót, quảng đại của Đức Mẹ đối với linh hồn đã tận hiến. Muốn làm vinh danh Thiên Chúa mà người ta có thể thực hiện được là do sự tận hiến cho Đức Mẹ.
muốn liên kết mật thiết với Thiên Chúa một cách dễ dàng, mau chóng, hoàn toàn chắc chắn là do sự tận hiến cho mẹ Maria. Tận hiến cho mẹ Maria là con đường chắc chắn nhất để đến với Chúa và liên kết mật thiết với người. Như vậy, người đã tận hiến cho Đức Mẹ được kể là con riêng của Đức Mẹ. Đã là con riêng của Đức Mẹ thì phải làm điều gì mà Đức Mẹ ưa thích nhất? Điều Đức Mẹ ưa thích nhất là năng lần chuỗi mân côi. Do đó, chuỗi hạt mân côi rất cần thiết đối với những đứa con đã tuyệt đối tận hiến cho Đức Mẹ. Lời bàn: việc tận hiến cho Đức Mẹ đã có lâu đời trong Hội Thánh. Đã có rất nhiều các thánh nam nữ, vua chúa, quan quyền, nhiều đức giáo hoàng, hồng y, giám mục, linh mục, nam nữ tu sĩ đã một thời thi đua nhau dâng mình tận hiến cho Đức Mẹ. Phong trào tận hiến cho Đức Mẹ đã có từ thế kỷ thứ 11. Thời ấy, người ta gọi là danh từ tận hiến để làm tôi tớ mẹ Maria một cách rất cảm động và sốt sắng. Ngày nay, có nhiều dòng tu, đoàn thể trong Hội Thánh cũng đã thực hiện công tác tuyên thệ tận hiến cho Đức Mẹ. Vậy, chúng ta là người Công giáo, còn chờ đợi gì mà không tích cực tận hiến cho Đức Mẹ? Truyền tích thứ 100. Chuỗi hạt mân côi với chương trình thực hiện ba mệnh lệnh Fatima. Vào đầu thế kỷ thứ 20, các nước Âu Châu tràn ngập những học thuyết vô thần, vô tôn giáo. Tại Nga, chủ thuyết cộng sản đang thắng thế và lôi kéo bao nhiêu các nước chư hầu noi theo gương chủ nghĩa duy vật, chối bỏ Thiên Chúa. Đang lúc ấy, thì tại nước Bồ Đào Nha, Portugal, Đức Mẹ đã hiện ra với ba trẻ chăn chiên đơn sơ chất phác, truyền bá ba mệnh lệnh Fatima của Thiên Chúa cho loài người. Đó là: 1. Ăn năn tội, cải thiện đời sống. 2. Tôn sùng trái tim vẹn sạch Đức Mẹ. 3. Lần hạt mân côi. Trong thông điệp Benedicite Deum ngày 31 tháng 10 năm 1942, Đức Giáo hoàng Pio thứ 12 đã kêu gọi toàn thể thế giới Công giáo hãy thực hiện ba mệnh lệnh Fatima và dâng cả loài người cho trái tim vẹn sạch Đức Mẹ. Ngài nói: thực hiện ba mệnh lệnh Fatima là phương pháp cứu rỗi chắc chắn nhất. Vậy ba mệnh lệnh Fatima là gì? Bởi đâu mà có ba mệnh lệnh Fatima? Có phải Hội Thánh đã tạo ra chương trình thực hiện ba mệnh lệnh Fatima rồi nói là Đức Mẹ khi hiện ra đã phán bảo như vậy? Người Công giáo chúng ta cần phải nghiên cứu vấn đề này cho thật kỹ để truyền bá cho người khác, vì sẽ có rất nhiều kẻ xấu chống đối và phản bác lại. Trong 6 lần hiện ra tại Fatima, Đức Mẹ đã làm rất nhiều phép lạ, đặc biệt là ngày 13 tháng 10 năm 1917, Đức Mẹ đã làm một phép lạ cả thể. Mặt trời xoay vần nhảy múa, và ngày nay có người còn sống đã chứng kiến phép lạ ấy, kể lại một cách tinh vi rõ ràng. Người làm chứng quan trọng nhất là chị nữ tu Lucia. Chị đã viết rất nhiều sách nói về sự kiện Đức Mẹ hiện ra tại Fatima với ba trẻ, mà chị là một trong ba trẻ đó. Đúng như lời Đức Mẹ nói khi hiện ra lần thứ nhất ngày 13 tháng 5 năm 1917: Mẹ sẽ đem hai con về trời, còn con phải ở lại thế gian này để làm cho người ta biết ta và yêu mến ta. Chị đã sống rất lâu trên thế gian này. Chị chỉ mới qua đời cách đây mấy năm, khi chị đã 97 tuổi. Còn chứng minh nào rõ ràng hơn nữa? Chúng tôi không chủ trương kể lại lịch sử về Fatima, vì đã có rất nhiều tài liệu, sách vở nói về sự tích này. Điều quan trọng nhất là chúng tôi muốn chứng minh ba mệnh lệnh Fatima chính là do Đức Mẹ đã phán truyền với các em thụ khải. Khi Mẹ hiện ra với các em, cái lý do quan trọng nhất để các em được nhìn thấy Đức Mẹ 6 lần chính là vì các em là những đứa trẻ ngoan ngoãn, sốt sắng, năng lần chuỗi mân côi hàng ngày. Cả đến những lúc nghỉ trưa, cho đàn chiên uống nước, các em cũng tìm thời giờ để lần chuỗi mân côi. Vậy Đức Mẹ đã nói gì về ba mệnh lệnh Fatima? 1. Ăn năn tội, cải thiện đời sống. Ngày 13 tháng 5 năm 1917, Đức Mẹ nói: các con phải chịu mọi đau khổ để đền bù tội lỗi và cầu xin cho kẻ có tội ăn năn trở lại. Ngày 13 tháng 6 năm 1917, Đức Mẹ nói: con bảo ông ta cải tâm đi, ông ta sẽ khỏi bệnh trong năm nay.
ngày 13 tháng 7 năm 1917, Đức Mẹ nói: "Hãy hy sinh nhiều cho kẻ có tội để cải hóa những kẻ có tội, đền bù những sự xúc phạm đến trái tim vẹn sạch Đức Mẹ." Ngày 13 tháng 8 năm 1917, Đức Mẹ nói: "Các con phải cầu nguyện rất nhiều và hãm mình cho kẻ có tội." Ngày 13 tháng 10 năm 1917, Đức Mẹ nói: "Những kẻ có tội cần phải được cải hóa và phải sám hối, vì người ta đã xúc phạm đến Thiên Chúa quá nhiều rồi." 2. Tôn sùng trái tim Đức Mẹ. Mùa xuân năm 1917, khi hiện ra với ba trẻ, Thiên Thần dạy các em cầu nguyện và nhờ Đức Thánh trái tim Đức Mẹ chuyển cầu cho kẻ có tội ăn năn trở lại. Ngày 13 tháng 5 năm 1917, Đức Mẹ khuyên các em dâng mình cho Chúa, đền tạ những sự xúc phạm đến trái tim vẹn sạch Đức Mẹ. Ngày 13 tháng 6 năm 1917, Đức Mẹ nói: "Trái tim vẹn sạch Mẹ sẽ là nơi nương ẩn của các con." Ngày 13 tháng 7 năm 1917, Đức Mẹ cho các em biết về các bí mật, đặc biệt là sự cứu rỗi và sự thành kính trái tim Đức Mẹ. "Chúng con hãy hy sinh nhiều để cải hóa cho kẻ có tội, đền bù những sự xúc phạm đến trái tim Mẹ đồng trinh." Cũng trong dịp này, Đức Mẹ đã ban cho các em một thông điệp hết sức quan trọng, đó là: "Chúng con đã trông thấy hỏa ngục là nơi các linh hồn có tội sa xuống. Để cứu vớt họ, Thiên Chúa muốn lập phong trào thành kính trái tim Đức Mẹ. Nếu mỗi người làm theo điều Mẹ dạy, thì nhiều linh hồn sẽ được cứu vớt và sẽ có hòa bình. Nếu người ta không ngừng làm mất lòng Chúa, thì đức công thẳng của Thiên Chúa sẽ biểu lộ những hình phạt nặng nề hơn. Sau hết, trái tim ta sẽ thắng." 3. Lần hạt mân côi. Ngày 13 tháng 5 năm 1917, Đức Mẹ hiện ra nói: "Francisco cũng vậy. Như trước đó, Francisco cần phải lần chuỗi mân côi nhiều." Trước khi biến đi, Đức Mẹ còn căn dặn ba trẻ: "Ngày ngày các con hãy năng lần chuỗi mân côi cầu cho thế giới được hòa bình." Ngày 13 tháng 6 năm 1917, Đức Mẹ nói: "Các con hàng ngày hãy năng lần chuỗi mân côi." Ngày 13 tháng 7 năm 1917, Đức Mẹ nói: "Còn các người khác sẽ được như ý trong năm nay, nhưng họ phải lần chuỗi mân côi. Mẹ không chữa kẻ què chân, nhưng tốt nhất ông và gia đình hàng ngày hãy lần chuỗi mân côi." Ngày 13 tháng 8 năm 1917, Đức Mẹ nói: "Hãy tiếp tục lần chuỗi mân côi." Đức Mẹ còn nói với Lucia: "Dùng số tiền dâng cúng để tổ chức ngày lễ mân côi và xây dựng ngôi nhà nguyện mân côi." Ngày 13 tháng 9 năm 1917, Đức Mẹ nói: "Các con hãy tiếp tục lần chuỗi mân côi để có hòa bình." Ngày 13 tháng 10 năm 1917, khi hiện ra lần cuối cùng, Đức Mẹ đã nói: "Ta là Đức Mẹ mân côi. Ta muốn xây dựng nhà thờ nhỏ để kính ta tại đây. Các con hãy tiếp tục lần chuỗi mân côi mỗi ngày." Như vậy, yếu tố căn bản then chốt của chương trình thực hiện ba mệnh lệnh Fatima vẫn là mệnh lệnh lần chuỗi mân côi. Nếu không có việc lần chuỗi mân côi, thì bất cứ hội đoàn, đoàn thể nào mang danh hội đoàn của Đức Mẹ thì cũng không thể gọi là hội đoàn của Đức Mẹ được. Cũng vậy, nếu một chức sắc nào trong giáo hội mà không bao giờ rao giảng về chuỗi hạt mân côi, thì tất cả đều thất bại trong mọi công tác mục vụ. Lời bàn. Xuyên qua bao nhiêu sách vở, báo chí, truyền tích đều nói lên sự hiệu nghiệm của chuỗi hạt mân côi, vì Đức Mẹ chỉ ưa thích con cái Mẹ hàng ngày dâng lên cho Mẹ chuỗi hạt mân côi và lòng tôn sùng Mẹ bằng kinh mân côi, thì Đức Mẹ sẽ ưu ái ban cho chúng ta được mọi ân lành phần hồn, phần xác ngay khi còn sống ở thế gian này. Trong truyền tích mân côi kể rằng có một linh mục còn trẻ thông minh, lợi khẩu, được bề trên cử đến coi sóc một sứ đạo. Ông nghĩ thầm: "Chắc mình sẽ được toàn dân yêu mến và thành công tốt đẹp trong nhiệm vụ mới này." Nhưng khi về đến giáo xứ được mấy hôm, ông mời hàng xứ họp để được ra mắt và thông báo những chương trình hành động này nọ có vẻ quan trọng lắm. Nhưng toàn dân chẳng ai để ý đến ông. Ông nói, ông nghe, chẳng có một ai phát biểu ý kiến gì để góp phần xây dựng
Xong buổi họp, người ta ra về. Ông hỏi một người trong giáo xứ, họ trả lời: cha có vẻ như truyền lệnh, phải làm cái này, cái nọ, thì ai còn dám phát biểu ý kiến nữa. Vậy cha cứ làm những điều cha đề ra, tôi chắc không ai tham gia đâu. Ở đây được khoảng 3 tháng, ông thấy chán nản, không ai cộng tác. Có nói gì người ta cũng không nghe. Cuối cùng, ông thất vọng phải xin bề trên đổi đi nơi khác. Sau này, người ta mới khám phá ra linh mục này rất khô khan trong vấn đề cầu nguyện với Đức Mẹ và không bao giờ lần chuỗi mân côi. Có người đến đề nghị tổ chức đọc kinh mân côi trong nhà thờ sáng tối, nhưng ông trả lời: mất nhiều thời giờ làm phiền giáo dân. Một linh mục như vậy thì hỏi làm sao mà được Đức Mẹ thương yêu. Cho nên ông thất bại là phải. Nhưng cũng có nhiều giám mục, linh mục đã rất thành công trong công tác mục vụ một cách hết sức tốt đẹp. Chính là vì các ngài đã tỏ ra rất sốt sắng đọc kinh mân côi hàng ngày, hay giảng giải cho giáo dân siêng năng lần chuỗi mân côi, lập ra hội mân côi cho nhiều người gia nhập được hưởng nhờ. Lời kết. Kính thưa quý cụ, quý ông bà, anh chị em thân mến, trên đây là 100 bài truyền tích nói về sự rất hiệu nghiệm và tràn đầy sức sống thiêng liêng của chuỗi hạt mân côi mà Đức Mẹ đã ban cho nhân loại qua Thánh Dominico cũng như qua các thánh giáo phụ, các đức giáo hoàng trong hội thánh. Các bài truyền tích này không chỉ là những truyền tích kể lại những sự hiệu nghiệm của chuỗi hạt mân côi, mà còn là những lý thuyết, nguyên tắc để chúng ta áp dụng và học hỏi khi đọc kinh mân côi mà từ trước tới nay nhiều người trong chúng ta đã rất ơ hờ, lãnh đạm mà không mấy sốt sắng khi đọc kinh mân côi. Khi viết những truyền tích này, chúng tôi đã phải mất nhiều thời giờ sưu tra, nghiên cứu để tìm hiểu nguồn gốc của chuỗi hạt mân côi và kinh mân côi, nhất là Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị, cả đời tận hiến cho Đức Mẹ Mân Côi, đã viết một tông thư, hay gọi cách khác là một bức tâm thư của người cha già gửi cho con cái và bạn bè khắp bốn phương để truyền bá, khuyến khích nâng lần chuỗi hạt mân côi. Theo ngài và chị Lucia, vị thụ khải cuối cùng của biến cố Fatima, Đức Mẹ chỉ muốn cho chúng ta dâng lên cho Đức Mẹ hàng ngày kinh mân côi, là kinh mà Đức Mẹ yêu thích nhất và đẹp lòng Đức Mẹ nhất. Tất cả những việc khó khăn trên thế gian này chúng ta đều có thể giải quyết bằng chuỗi hạt mân côi. Chúng ta hãy cố gắng đọc và nghiên cứu tông thư Rosarium Virginis Mariae của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị thì thấy rõ ràng ngài là một vị giáo hoàng mân côi, cũng như Đức Giáo Hoàng Leo thứ 13. Mà còn hơn thế nữa, ngài đã thêm vào chuỗi hạt mân côi truyền thống năm sự sáng, tức là cả cuộc đời rao giảng đạo của Đức Chúa Giêsu. Quan trọng nhất là việc Đức Chúa Giêsu đã lập bí tích thánh thể để ở lại với loài người cho đến ngày tận thế. Sau khi đã tìm hiểu sự quan trọng của chuỗi hạt mân côi và các ân ích rất lớn lao của hội Đức Thánh Đức Mẹ Mân Côi, mà từ trước tới nay, kể cả ngay ở Việt Nam nữa, chúng tôi thấy rất ít nơi giáo phận, giáo xứ, cộng đồng, cộng đoàn có tổ chức hội mân côi cho giáo dân được hưởng nhờ. Có lẽ vì các lý do sau đây: các thành phần thanh thiếu niên còn trẻ, ít người hiểu biết về chuỗi hạt mân côi và sự quan trọng của hội mân côi. Các vị chức sắc có thẩm quyền, có nhiệm vụ tổ chức được hội mân côi thì lại quá bận rộn với công việc mục vụ hàng ngày, cho nên xem ra cũng không lấy gì làm quan trọng về việc thành lập các hội mân côi. Hội mân côi để tôn kính Đức Mẹ Đức Thánh Mân Côi là một tổ chức của hội thánh, cho nên chỉ cần có ai đứng ra xin thành lập thì hợp pháp và chắc chắn sẽ được giáo quyền chấp nhận ngay, miễn là có người tham gia và đọc kinh mân côi hàng ngày. Vậy xin đề nghị các cộng đồng dân chúa, giáo phận, giáo xứ, cộng đoàn nên tổ chức hội mân côi cho nhiều người được hưởng nhờ khi còn sống cũng như khi đã qua đời. Trước khi kết thúc cuốn sách truyền tích Đức Thánh Đức Mẹ Mân Côi, xin cùng các bạn hợp ý tạ ơn Thiên Chúa và Đức Mẹ Đức Thánh Mân Côi đã ban cho chúng tôi đủ can đảm, nghị lực, nghiên cứu, thu thập tài liệu để tổng hợp trong cuốn sách này. Mặc dù chưa phải là đầy đủ, nhưng nếu ai chịu khó nghiên cứu, đọc một lần hoặc nghe một lần, hai lần sẽ hiểu biết được Đức Mẹ Mân Côi và chuỗi hạt mân côi của người một cách tường tận và có thể đạt tới mục đích
làm cho mình yêu mến chuỗi hạt mân côi, và đồng thời cũng làm cho người khác mộ mến chuỗi hạt mân côi. Xin dâng lên cho đức mẹ mân côi cuốn sách nhỏ bé này. Xin mẹ chấp nhận, chuẩn y và ban hồng phúc cho những ai sử dụng nó. Không phải vì không còn điều nào để nói về đức mẹ mân côi nữa, nhưng thiết tưởng ít điều nói về đức mẹ mân côi và chuỗi hạt mân côi cũng tạm đủ để các bạn đọc thấu hiểu và níu chặt lấy đức mẹ đức thánh mân côi và tôn vinh người suốt đời. Xin dâng lên đức mẹ hết thảy những người yêu mến mẹ đang lần chuỗi mân côi, những người đang đọc sách này cách riêng, ông bà thân phụ, thân mẫu và người bạn đời của chúng tôi đã qua đời trước đây, khi còn sống đã hằng mộ mến chuỗi hạt mân côi, và tất cả những hội viên hội mân côi đang sinh sống tại Hoa Kỳ cũng như tại Việt Nam. Xin mẹ ban cho họ được bền tâm, thánh hóa họ, để hết thảy chúng con được chung lời vang ca chúc tụng mẹ trên nước thiên đàng. Xin cảm tạ tất cả những ông bà, anh chị em đã cộng tác với chúng tôi trong tác phẩm này, trong đó có các anh chị hiệp sĩ Đức Mẹ Fatima, nhiều hội viên hội mân côi đã hằng khuyến khích chúng tôi phát hành cuốn sách này để cảm tạ Đức Mẹ mân côi.